Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 16. Mọi người hoàn toàn biến sắc. Lần này tuy rằng ra biển không chỉ 7 người, nhưng cũng là sắp xếp 7 người ra tay. Làm sao không may mắn như thế? Trong mắt Hàn Nha lão nhân nghi hoặc lấp lóe, hồ nghi nói. Đoàn lão quái, thời điểm ta biết ngươi cũng đã là thất tinh vũ tông, hiện tại vẫn vậy. Nếu ngươi được huyết ngư chi, sẽ không tự mình dùng. Đúng đấy, tất cả mọi người đều sững sờ, cũng hoài nghi lên. Coi như huyết ngư chi lại đáng giá ra sao, bất luận người nào cũng không thể cầm bán a. Kia là bảo bối có thể làm cho mình trực tiếp lên một tinh a. Trong mắt Đoàn Việt lộ ra một vẻ ấm áp, nhìn Lý Vân Tiêu nói. Còn không phải là vì tiểu tử này, huyết ngư chi kia đã cho hắn ăn vào. Cái gì? Mọi người kinh hãi, Đường Xảo Xảo hừ lạnh nói. Đoàn lão, đừng đùa, tu vi của tiểu tử này nuốt vào huyết ngư chi, không chết no cũng căng nứt đan điền, còn có thể sinh long hoạt hổ như vậy. Phải a? Tư Đồ Tinh cũng lạnh lùng nói. Lại nói tiểu tử này là gì của ngươi? Dĩ nhiên cam lòng bỏ một cây huyết ngư chi. Nội tâm Đoàn Việt cười to không ngớt, thầm nói xem lần này ta làm sao trừng trị ngươi. Nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ yêu thương, dùng tay khẽ vuốt đầu Lý Vân Tiêu, giống như một trưởng bối hết sức hiền lành, ôn hòa nói quan hệ giữa ta với hắn các ngươi cũng đừng đoán. Nói chung ta đem huyết ngư chi chia hơn 1.000 phân, mỗi ngày cho hắn dùng một phần. Bằng không các ngươi nhìn hắn mới 15 tuổi, làm sao có khả năng đạt đến trình độ đại vũ sư. Cha cha, các ngươi ai có thể tìm tới đệ tử xuất sắc như vậy? Hắn nhìn Lý Vân Tiêu cố nén tức giận, da mặt cũng tức giận đến cứng ngắc, trong lòng hầu như cười bể bụng, nhưng vẫn cố nén làm ra khuôn mặt tự ái. 15 tuổi đại vũ sư. Mọi người nhất thời lặng lẽ, thiên phú như vậy, ngoại trừ những siêu cấp thế lực kia ra, xác thực có rất ít tông phái có thể bồi dưỡng ra được. Trong mắt Mã Văn Địch tinh mang lấp lóe, lúc trước hắn cũng đã nhận định Lý Vân Tiêu là con riêng của Đoàn Việt. Bây giờ vừa nghe nói như thế, càng thêm xác định, bằng không ai sẽ hao tổn một cây huyết ngư chi tăng cao thực lực cho người khác. Hiện tại tất cả mọi người đều là tâm tư như thế, nhận định Lý Vân Tiêu là con trai của Đoàn Việt, hơn nữa sau khi có quan niệm vào trước là chủ này, thấy thế nào đều cảm thấy hai người rất giống. Vậy thì thật là đáng tiếc. Diêm Phi Tường một mặt thất vọng nói. Huyết ngư chi bị cắt chia, năng lượng sẽ trôi đi lượng lớn. Hơn nữa vật này rất khó bảo tồn. Người phân hơn 1.000 phần mỗi ngày dùng, hiệu dụng ít nhất mất đi 8-9 phần 10. Đáng tiếc a, thật là phung phí của trời. Nội tâm Đoàn Việt cười nở hoa, một tay liều mạng dùng chân khí đâm huyệt đạo trên đùi mình, chỉ lo mình không nhịn được bật cười, còn phải giả ra biểu hiện tự ái nói, cõi đời này, rất nhiều chuyện còn trọng yếu hơn tu vi, trong đó bao quát tình thân. Ca, chớ nói nữa. Đột nhiên Lý Vân Tiêu hô to một tiếng. Điểm điểm nước mắt từ trong hốc mắt lấp lóe, mang theo tiếng khóc nức nở nói, mặc dù ta ngươi là huynh đệ cùng mẹ khác cha, nhưng ngươi đối đãi với ta như thân đệ đệ. Ca, chớ nói nữa. A, tất cả mọi người giật mình, cùng mẹ khác cha. Đoàn Việt chí ít cũng chừng 100 tuổi, vậy lão mẫu hắn nên lớn bao nhiêu? Sinh ra một đệ đệ khác cha 15 tuổi, mỗi người đều khiếp sợ cùng kinh ngạc nhìn hai huynh đệ này. Đoàn Việt phát sinh một tiếng hanh thanh nặng nề, một hơi huyết trực tiếp dâng lên, nhảy vào yết hầu, bị hắn mạnh mẽ ép xuống, nhất thời đi khắp lục phủ ngũ tạng, sinh ra nội thương. Càng là có tinh lực kích thẳng vào trán, trong đầu vù vù, hầu như muốn trống rỗng. Tàn nhẫn, tiểu tử ngươi thật là độc ác a. Việc này nếu truyền ra ngoài, Đoàn Việt ta còn làm sao ở Thanh Hải trấn lăn lộn. Hắn oán độc nhìn Lý Vân Tiêu một chút, hô hấp cũng mang theo mùi máu tươi. Trong cơ thể tinh lực cuồn cuộn, trên mặt đều là vẻ đỏ chót. Trong mắt Lý Vân Tiêu cũng lướt qua một tia ác liệt, lạnh lẽo tận xương. Hừ, mặt mũi là tự mình ném, so thông minh với ta, người còn non lắm. Hai người hơi liếc mắt nhìn nhau, nhất thời đều trầm mặc lại. Người còn lại đều là trên trán mồ hôi lạnh tràn trề, Mã Văn Địch lúng túng nở nụ cười mấy lần. Không ngờ lại là huynh đệ, lần này ra biển, Đoàn tiền bối cùng lệnh đệ dắt tay tiến thối. Tất nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió. Đoàn Việt lần thứ hai rên lên một tiếng, dùng tay che ngực, đem máu tươi trong miệng mạnh mẽ nuốt xuống. Hàn Nha lão nhân cũng vội nói. Không nói chuyện này nữa, không nói chuyện này nữa. Đến, mọi người cùng nhau nghiên cứu hải đồ cùng với kế hoạch tác chiến. Đoàn huynh, lần trước ngươi ở chỗ này gặp phải nguy hiểm gì? Cùng mọi người nói một chút đi.
Đoàn Việt bình phục tâm tình lại, âm thầm la hét, thải hồng sương mù, thải hồng sương mù, vì thải hồng sương mù, tạm thời không cùng tiểu tử này tính toán. Kỳ thực cũng không có gì, chỉ là gặp phải vòng xoáy đáy biển mà thôi. Ta số may, một người trốn thoát, may là không có gặp phải Tử Văn Cửu Anh Giao, nếu không thì ta cũng không về được. Hắn phẫn nộ nói, người còn lại ngẩn ra, sau đó tất cả đều là một mặt bừng tỉnh. Vòng xoáy đáy biển cũng là một loại sức mạnh thiên nhiên, có thể lớn có thể nhỏ, mạnh mẽ coi như là vũ đế cũng sẽ bị cuốn vào. Tương truyền ở Trung ương Đông Hải, chính là một vòng xoáy khổng lồ, diện tích so với toàn bộ Thiên Hương đế quốc còn rộng lớn hơn, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết vòng xoáy lớn như vậy cuốn vào nơi nào. Thì ra là như vậy, này liền không phải là sức người có thể khống chế. Mã Văn Địch từ tốn nói. Lần này triển khai thất tinh diệu nhật trận đối phó Tử Văn Cửu Anh Giao, bộ trận pháp này chư vị đều có thể rõ ràng trong lòng, thiếu chính là phối hợp lẫn nhau, từ đây tới chỗ đó ít nhất phải một ngày, không bằng mọi người chúng ta ở trên chiến xa diễn luyện mấy lần làm sao. Thất tinh diệu nhật trận là một loại trận pháp liên thủ cực kỳ phổ thông, Liệp Yêu đội ở Thanh Hải trấn thường thường dùng trận pháp như vậy, đơn giản nhưng uy lực cũng đủ lớn, chỉ cần phối hợp tốt. Nhốt lại động vật biển so với mọi người cao hơn một cảnh giới cũng tuyệt không vấn đề. Nhưng giờ khắc này ở trên chiến xa đều là vũ tông cường giả trong ngày thường cao cao tại thượng, độc lai độc vãng, nói gì đến phối hợp như người thường. Mấy người nghĩ đến mục đích của chuyến này, trong lòng đều không chắc chắn, vì vậy đàng hoàng ở dưới Mã Văn Địch an bài bắt đầu diễn luyện. Lý Vân Tiêu đối với bọn họ diễn luyện phối hợp không hề hứng thú, một thân một mình ở trong khoang tu luyện. Từ lần trước sau khi đột phá đến nhất tinh đại vũ sư, liền không có nhàn rỗi một hồi, cảnh giới không có nửa điểm động tĩnh, này vẫn là lần thứ nhất bế quan tu luyện. Hắn lấy ra mấy khối thượng phẩm nguyên thạch, toàn bộ bị chấn đến nát tan, lượng lớn nguyên khí tản mát ra trên không trung, bị pháp ấn của hắn bao phủ lại, hít sâu một hơi, giống như kình thôn đem nguyên khí dồn dập hút vào trong cơ thể, hóa thành đạo đạo chân khí, ở trong kinh mạch đi khắp chu thiên. Trong toàn bộ quá trình, lượng lớn nguyên khí hao tổn khi di chuyển, cũng bị xương cốt của thân thể hấp thu vào. Còn sót lại thì trực tiếp vòng đi vòng lại, tuần hoàn không thôi, dần dần chìm vào trong đan điền, hóa thành chân khí của mình. Sau khi thân thể hút nguyên khí vào, bắt đầu tỏa ra ánh sáng lung linh, cả người dần dần minh hóa, xương cốt cùng mạch máu có thể thấy rõ ràng. Bá Thiên luyện thể quyết ở sau khi tiến vào tầng thứ nhất thân nhược lưu ly, liền có thể cùng chân khí đồng thời tu luyện. Sau một ngày, chiến xa liền lái vào phạm vi mục đích, trôi nổi ở trên đại hải vô tận, dưới đáy một mảnh tươi thắm, điềm tĩnh an tường. Tất cả mọi người đứng trước chiến xa, thần thức ở trên hải vực lan tràn, trừ một chút loại cá phổ thông ra, liền không có thu hoạch nào. Ngay cả Lý Vân Tiêu cũng không cảm giác được khí tức của bất kỳ động vật biển nào. Mã Văn Địch, người xác định là nơi này không sai. Hàn Nha lão nhân không nhịn được hỏi, có khi nào Tử Văn Cửu Anh Giao này di chuyển khắp nơi hay không? Tư Không Tinh lắc đầu nói. Sẽ không, động vật biển cũng giống như yêu thú, đều có địa bàn cố định của mình, cũng chính là phạm vi lãnh hải. Nếu Tử Văn Cửu Anh Giao ở vùng biển này, trừ khi bị động vật biển càng mạnh mẽ hơn đuổi đi, hoặc là đã tử vong, bằng không là sẽ không dễ dàng rời đi. Tư Không Huynh nói không sai. Trên mặt Mã Văn Địch lộ ra một nụ cười, vỗ tay nói. Nhất thời từ trong chiến xa đi ra 6 nam tử trang phục giống như đúc. Trên tay mỗi người đều có hình xăm một thanh phi kiếm. Hơn nữa tu vi 6 người cũng tương đương, đều là vũ quân. 6 người cùng kêu lên nói. Xin chào Mã trưởng lão. Mã Văn Địch nhẹ giọng nói, bắt đầu đi. Vâng. 6 người quát to một tiếng, đi thẳng tới phía trước hổ vương chiến xa, từ trong tay tung một vật, ở trên không trung kịch liệt lớn lên, dĩ nhiên là một tấm phi bản trôi nổi. 6 người nhảy lên phi bản này, lấy hổ vương chiến xa làm trung tâm. Hướng về 6 cái phương hướng khác nhau chạy như bay. Loại phi bản trôi nổi này là một loại máy bay giản dị, dùng để chạy đi trong khoảng vạn dặm. Nhưng không cách nào sử dụng ở trong chiến đấu, là chiến khí trôi nổi cấp thấp nhất. 6 người chạy khoảng chừng mấy trăm mét, nhất thời ngừng lại, đứng trên phi bản, sắc mặt nghiêm nghị lấy ra một cái bình nhỏ, đem chất lỏng màu xanh lục bên trong đổ vào nước biển. Bình nhỏ dĩ nhiên là không gian chứa đồ, lượng lớn chất lỏng màu xanh biếc chảy ra. Gặp phải nước biển liền cấp tốc khuếch tán, thời gian uống cạn chén trà, toàn bộ vùng biển chu vi mấy trăm dặm đều là màu xanh lục nhàn nhạt, tỏa ra một mùi lạ. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, xà tinh thảo nguyên dịch. Mã Văn Địch sững sờ, hết sức kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu, cười nói, Vân Thiếu thật là tuyệt vời, loại linh thảo ít ỏi hẻo lánh này cũng có thể bị ngươi phân biệt ra được. Người còn lại cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, loại năng lực phân biệt linh thảo này bình thường chỉ có thuật luyện sư mới sẽ cố ý huấn luyện, chẳng lẽ tiểu tử này còn là thuật luyện sư? Chỉ có Đoàn Việt một mặt xem thường, nghĩ thầm, này là cái dám gì, nếu các ngươi biết thiên phú tài học của tiểu tử này, không mắc cỡ chết mới là lạ. Lý Vân Tiêu một mặt bình tĩnh nói. Mùi vị bên trong của xà tinh thảo nguyên dịch chính là đồ vật loại yêu thú xà giao thích nhất, dùng để dẫn xà xuất động là không thể thích hợp hơn. Chỉ có điều tử văn cửu anh giao này đã là hải thú bán long, thêm vào nước biển pha loãng mùi vị, không hẳn có thể dẫn nó đi ra. Mã đại nhân còn có hậu chiêu mới đúng. Lúc này Mã Văn Địch mới thật sự giật mình, hắn từ trên gương mặt non nớt của Lý Vân Tiêu tựa hồ nhận ra được địa phương cùng những thiếu niên khác không giống. Trong mắt hắn tinh mang lấp lóe, đối với Đoàn Việt cười nói, lệnh đệ quả nhiên là thiên tư thông minh. Đoàn Việt tức giận sôi lên, chuyện này dù là nhảy vào hải lý cũng rửa không sạch. Nhưng hắn cũng chỉ có thể cười khan mấy tiếng, căm tức từ trong con người bắn xạ ra, hầu như muốn xuyên tim của Lý Vân Tiêu. Lúc này sáu tên đệ tử phi kiếm môn đứng ở đằng xa ném bình nhỏ trong tay xuống, bắt đầu không ngừng bấm quyết, từng cái pháp ấn từ đầu ngón tay bay ra, động tác sáu người giống như đúc, rất nhanh toàn bộ bị chùm sáng vây quanh, không thấy rõ bóng người. Ngay ở thời điểm chùm sáng càng lúc càng lớn, từ bên trong bay ra mấy vệt sáng, giống như cầu vồng nối tới mặt trời, đầu các tia sáng trụm lại, tạo thành một lao lung to lớn. Từng cái văn tự quái lạ từ bốn phía hiện lên, bắt đầu chìm vào trong biển. Tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh dị, hiển nhiên là một loại trận pháp hiếm thấy. Thầm nghĩ phi kiếm môn quả nhiên là đại tông đại phái, thực lực bất phàm. Mã Văn Địch đem vẻ mặt mỗi người đều thu vào đáy mắt, nội tâm đắc ý. Chỉ có Lý Vân Tiêu là một mặt bình tĩnh, khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Trong lòng hắn hơi động, đầy bụng hồ nghi hỏi, trận pháp này Vân Thiếu có biết không? Ý cười trên khóe miệng Lý Vân Tiêu bất biến, khiến người ta không nhìn ra ý nghĩ trong nội tâm hắn. Không biết, kính xin Mã Đại Nhân giảng giải một chút. Lúc này Mã Văn Địch mới tươi cười rạng rỡ, đắc ý nói. Đây là phi kiếm môn chúng ta từ xưa tương truyền Vân Thủy Trận, có thể tra xét chu vi ngàn dặm, chỉ cần tử văn cửu anh giao này vẫn còn, liền nhất định chạy không thoát điều tra. Từ xưa tương truyền con mẹ ngươi a, này không phải là một trong 800.000 trận pháp nhập môn của trận đạo, Vân Thủy Trận sao, đệt. Lừa gạt những tên hai lúa kia còn tạm được, nội tâm Lý Vân Tiêu thầm mắng vài câu, năm đó hắn thân là cấp 9 thuật luyện sư, vì tìm kiếm thuật đạo càng mạnh hơn. Đã từng hướng về vương tọa vũ đế đằng quang thỉnh giáo qua trận pháp chi đạo. Hai người tâm tình 7 ngày, lẫn nhau đều được ích lợi không nhỏ. Vương tọa vũ đế đằng quang trận đạo 800.000, trận pháp nhập môn có 12.000. Vân Thủy Trận chính là một cái trong đó. Sở dĩ hắn nói không hiểu, hoàn toàn là không muốn quá làm những người này chú ý. Người còn lại thì từng cái im lặng không lên tiếng, lặng lặng nhìn trận pháp kia, nội tâm trầm tư không ngớt. Một môn phái mạnh yếu thể hiện ở chung về mặt thực lực, môn phái bọn họ so với phi kiếm môn mà nói, rõ ràng là không bằng. Sau khi Mã Văn Địch nói xong, nhìn vẻ mặt mọi người trầm tư, nội tâm đắc ý không ngớt, duy nhất khó chịu chính là Lý Vân Tiêu dáng vẻ không mặn không nhạt như cũ, tựa hồ căn bản không có nghe mình nói chuyện. Đột nhiên, mặt biển nguyên bản giật tính bắt đầu dần dần dâng lên sóng lớn, trận pháp cũng ở dưới sóng lớn kia trở nên bất ổn. Tất cả mọi người biến sắc. Từng cái căng thẳng thần kinh, không nháy mắt nhìn chằm chằm mặt biển. Lúc này trên bầu trời đột nhiên nổi lên mây đen, mơ hồ truyền đến tiếng sấm vang chớp giật. Nước biển cũng lăn lộn càng ngày càng lợi hại, sóng biển một trận so với một trận cao. Một loại yêu tức cổ xưa từ đáy biển dần dần truyền đến, khiến người ta khiếp đảm sợ hãi. Tựa hồ nước biển trong nháy mắt bị sôi trào, lượng lớn hơi nước bốc lên, đem toàn bộ mặt biển trở nên hơi nước mông lung, ánh mắt rất khó nhìn rõ ràng. Hai mắt Lý Vân Tiêu nhìn chăm chú, trầm giọng nói. Cưỡi mây đạp gió, quả nhiên là giao. Tuy rằng tử văn cửu anh giao chỉ là động vật biển cấp 7, nhưng loại yêu thú có huyết thống viễn cổ chân linh này, từ trước đến giờ là cực kỳ quý giá. Mọi người cả kinh, bỗng nhiên phát hiện từ trong biển rộng bay lên một cột nước to lớn, bốn phía tất cả đều là sương mù màu trắng, khó có thể phân biệt, ở trong cột nước mơ hồ hiện ra màu tím lúc ẩn lúc hiện. Đi ra, động thủ.
Mã Văn Địch căng thẳng hô to một tiếng, cả người liền trước tiên xông ra ngoài. Trong tay một thanh bảo kiếm bay múa, từng vòng ánh sáng màu trắng chói mắt nhộn nhạo lên. Sáu người còn lại cũng từ trên chiến xa bay ra ngoài, Đoàn Việt trầm giọng nói. Lái chiến xa ra xa một chút trốn đi, này không phải chiến đấu ngươi có thể nhòm ngó. Tuy rằng bình thường hắn hận không thể gõ chết Lý Vân Tiêu, nhưng giờ khắc này vẫn thay Lý Vân Tiêu lo lắng, chỉ lo năng lượng chiến đấu sẽ lan đến đây. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười, liền nhìn thấy bảy bóng người nhất thời hiện lên ở bốn phương cột nước, dựa theo luyện tập phối hợp, từng người đứng vào phương vị, vẻ mặt nghiêm túc triển khai trận quyết. Tử Văn Cửu Anh Giao ở trong cột nước tựa hồ phát hiện cái gì, một tiếng gào thét như sấm rền chấn động truyền ra, thân ảnh màu tím to lớn ở trong nước qua lại, lộ ra một đầu lâu song giác to lớn màu nhũ bạch, hướng phương hướng của Mã Văn Địch đánh tới. Mã Văn Địch kinh hãi, vội vàng tăng nhanh động tác trong tay. Bảo kiếm ngang trời xẹt qua, chém ra một đạo liệt dương. Trong con người to lớn của Tử Văn Cửu Anh Giao lộ ra một tia châm chọc, không tránh không né xông lên, liệt dương kiếm mang thật giống như bọt biển nhẹ nhàng nát tan, đầu dao đột nhiên mở ra miệng rộng, kình thôn mà tới. Thân ảnh của Hàn Nha lão nhân nhanh chóng quay chung quanh cột nước, hai tay nặn ra một quyết ấn, đột nhiên giơ cao khỏi đỉnh đầu, trợn tròn đôi mắt quát thất tinh diệu nhật, mở. Đạo quyết ấn kia ở trong lòng bàn tay đột nhiên phóng to, hướng về phía chân trời. Mây đen dày đặc đầy trời đột nhiên bị mở ra một lỗ hổng, một vệt kim quang từ trên trời rơi xuống, chiếu vào trên thân thể Hàn Nha lão nhân. Hai tay hắn đột nhiên nhanh chóng bấm quyết, cột kim quang kia nhất thời lấy hắn làm trung tâm tản ra, đem bảy người soi sáng đi vào. Trong lòng Mã Văn Địch nhất thời buông lỏng, hai tay vồ một cái, nhất thời nắm giữ một mảnh ánh vàng trong tay, nhẹ nhàng đẩy ra. Oanh! Tử Văn Cửu Anh Giao tấn công tới nhất thời đánh vào một vòng bảo vệ màu vàng to lớn, phát sinh một tiếng gào thét phẫn nộ, đem thân thể to lớn lui trở về trong cột nước. Tựa hồ chịu đến khuất nhục, ở trong nước xoay quanh tốc độ càng thêm nhanh hơn. Toàn bộ cột nước phóng lên trời dần dần trở nên càng ngày càng lớn, lượng lớn nước biển ở dưới Tử Văn Cửu Anh Giao xoay quanh ngưng tụ trên không trung, biến thành một bóng nước to lớn, màu sắc hóa thành màu tím nhạt, từng vòng hoa văn kỳ dị ở trên bóng nước hiển hiện. Mơ hồ truyền đến tiếng sấm. Bảy người đứng ở phương hướng khác nhau, trở thành một tiết điểm cho kim quang liên tiếp, đem toàn bộ Tử Văn Cửu Anh Giao vây nhốt vào bên trong. Kim quang cùng tử quang đối chọi chiếu sáng, sức mạnh cuồn cuộn không ngừng từ giữa bầu trời truyền xuống. Mọi người cẩn thận, xúc sinh này muốn triển khai Thiên Phú Thần Thông Thủy Phách Lôi. Sắc mặt Mã Văn Địch căng thẳng, nghiêm nghị lớn tiếng quát, nó đã tách ra tiếp xúc cùng nước biển, chỉ cần chúng ta có thể vượt qua 3 lần công kích, nó liền chắc chắn phải chết. Hàn Nha lão nhân cũng uy thế trùng thiên quát. Yên tâm đi, mạnh hơn nữa cũng chỉ là lục hợp cảnh mà thôi. Đã bị chúng ta vây vào trong trận pháp, mài cũng phải mài chết nó. Bảy người đều là lục hợp cảnh vũ tông, cộng thêm trận pháp oai, liền không tin không ngăn được 3 lần công kích của một xúc sinh. Hơn nữa Tử Văn Cửu Anh Giao có thể thuyên chuyển tài nguyên hệ, thủy có hạn, công kích tất nhiên một lần kém một lần. Xa xa trên Hổ Vương chiến xa, không ít phi kiếm môn đệ tử, bao quát 6 tên vũ tông cường giả phái đi ra ngoài dẫn giao, toàn bộ căng thẳng quan sát. Loại đại chiến kinh thiên này, cả đời bọn họ cũng chưa chắc gặp mấy lần. Lý Vân Tiêu nhìn chăm chú tử giao kia tạo ra thủy cầu, dài rộng mấy trăm mét, mang theo từng tia hồ quang, toàn bộ thân giao ở trong đó qua lại, một loại chiêu thức uy lực cực lớn đang dần dần hình thành. Thủy phách lôi sao, đã thức tỉnh Thiên Phú Thần Thông. Nếu lần này bất tử, liền có thể xung kích cấp 7. Bọn họ chống đỡ được sao? Lý Vân Tiêu cau mày, trong lòng cũng không nắm chắc, chỉ cảm thấy sẽ không dễ dàng như vậy. Đến rồi, đều cẩn thận. Đột nhiên con người của Đoàn Việt áp xúc, mau mạch cả người trong nháy mắt mở ra, một loại khí thế khủng bố ở trong trận pháp tràn ngập. Sóng lớn chưa đến, thất tinh diệu nhật trận dĩ nhiên có chút rung chuyển lên. Xảy ra chuyện gì, mọi người chống đỡ lại. Ngàn vạn không thể rối loạn trận tuyến. Mã Văn Địch sợ hãi giống lên, Tử Văn Cửu Anh Giao công kích tựa hồ vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Thủy cầu vượt qua trăm mét kia trong giây lát muốn nổ tung lên, thật giống như cuống rốn thai nghén vô số sinh mệnh, toàn bộ thất tinh diệu nhật trận một mảnh chói mắt, vô số nước biển màu xanh lam dĩ nhiên ngưng kết thành từng cái thủy long, ở dưới sấm sét màu tím hướng về bốn phương tám hướng trùng kích ra. Hống! Bản thân Tử Văn Cửu Anh Giao cũng hóa long bay lên không, hướng về Hàn Nha lão nhân chủ trì trận pháp phóng đi.
Toàn bộ sấm sét màu tím trên bầu trời dồn dập hội tụ ở chung quanh hắn, trực ép mà xuống. Chi! Tất cả mọi người đều hít vào ngụm khí lạnh, hàn khí từ lòng bàn chân dâng lên sống lưng, loại thủy điện lôi long phô thiên cái địa kia công kích, xung kích trên thị giác thực sự là quá mức chấn động, trong lòng mỗi người đều sợ hãi. Liều mạng đem chân khí rót vào trong tay, đột nhiên lấy ra đại nhật kim quang, ra chỉ trận pháp phòng ngự. Hàn Nha lão nhân càng là biến sắc, vẻ mặt xám trắng như đất, hai tay không ngừng kết ấn, đánh ra từng cái pháp quyết, thái dương trên bầu trời tựa hồ bùng nổ ra ánh vàng càng to lớn hơn, tùy ý mà xuống. Toàn bộ mặt biển một mảnh kim quang lấp lóe, ở trong đó tử lam đan sen, vô số thủy long hóa thành công kích nhảy vào trong hào quang màu vàng óng, xâm chiếm đại nhật kim quang từng tấc từng tấc. Bản thể tử văn cửu anh giao càng là mang theo sức mạnh vạn cân, mạnh mẽ đánh vào trước người Hàn Nha lão nhân. Oanh! Ở dưới các loại ánh sáng giao tạp, toàn bộ bầu trời rơi vào trong hỗn loạn tưng bừng. Xa xa trên hổ vương chiến xa, mọi người dồn dập thất kinh, mở to hai mắt muốn nhìn rõ ràng tình hình trận chiến, nhưng mà hoàn toàn mơ hồ. Trong đó một vị đệ tử phi kiếm môn mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng, đột nhiên hắn giật mình kêu lên, đệ đệ của đoàn tiền bối đi đâu rồi. Một đệ tử khác cũng thoáng phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn bốn phía một cái, hừ lạnh nói, ở loại địa phương nguy hiểm này còn chạy loạn khắp nơi, hắn coi mình cũng là vũ tông sao. Quản nhiều làm gì, coi như rơi vào hải lý chết rồi cũng không liên quan chúng ta. Ở trong không gian hơi nước lăn lộn, các loại khí tức thô bạo tràn ngập tứ phương. Thất tinh diệu nhật trận đã bị phá vỡ, thân thể khổng lồ của tử văn cửu anh giao ở trên mặt biển cưỡi mây đạp gió. Đôi mắt lóng lánh tìm tòi tung tích kẻ địch. Đột nhiên trong tròng mắt tử văn cửu anh giao tuôn ra sát khí, hung tợn nhìn chằm chằm nơi sương mù nào đó trong hư không, nhanh chóng xông lên. Thân thể chưa tới, một đạo tử lôi trước tiên oanh ra. Oanh, một tiếng nổ tung, bóng mờ trong sương mù bị đánh tan, là giả. Một đạo hào quang màu trắng ở phía sau tử văn cửu anh giao đột nhiên tỏa ra, đem toàn bộ hải vụ chiếu sáng rực, màu trắng như luân. Ở trung ương bạch quang là một thanh phương thiên hỏa kích màu đồng cổ, mặt trên lưu quang lấp lóe, từng trận khí tức mạnh mẽ tản mát ra. Hai tay giơ lên cao phương thiên hỏa kích chính là Đoàn Việt, hắn đem toàn bộ chân khí rót vào trong trường kích, thanh như hồng trung cười to lên. Súc sinh chính là súc sinh, một chướng nhãn pháp nho nhỏ cũng có thể lừa ngươi. Ánh mắt của hắn đại thịnh, hét lớn một tiếng đem phương thiên hỏa kích súc lực đã lâu đánh xuống. Bạch diễm quỷ sát, sáu cực chiến kích. Chết đi cho ta. Bốn phía phương thiên hỏa kích hiện ra từng đạo hỏa diễm màu trắng, đem hải vụ rọi sáng ra một vùng thế giới. Mặc dù là hỏa, nhưng thật giống như để nhiệt độ bốn phía giảm xuống, làm cho người ta cảm thấy hàn ý tận xương. Hống. Tử văn cửu anh giao giận dữ gào thét một tiếng, hình thể của nó quá lớn, trong nháy mắt khó có thể xoay người lại, thân thể ở trên trời cao vặn vẹo, mạnh mẽ nhếch đuôi, ở trên không trung vung vài vòng. Một chiêu thần long bãi vĩ hướng về Đoàn Việt vỗ xuống. Phương thiên hỏa kích mạnh mẽ đánh vào phần sau của tử văn cửu anh giao, hai nguồn sức mạnh chạm vào nhau, dư âm to lớn trùng kích ra, đem hải vụ trong chu vi ngàn dặm thổi tán. Ánh mặt trời trực tiếp chiếu xuống, một người một sao rõ ràng hiện lên ở trong không trung, chỉ có điều đều hướng về hướng ngược lại chấn động bay ra. Thân thể tử văn cửu anh giao tương đối khổng lồ, bay ra mấy trăm mét liền ngừng lại. Phần sau nguyên bản vảy màu tím, lúc này đại diện tích biến thành màu trắng, máu đỏ tươi ở trên màu trắng tươi đẹp ướt át. Nó đau ở trên không trung liên tục lăn lộn, gào thét. Trong đôi mắt lửa giận cùng yêu khí trùng thiên, nhìn chằm chằm Đoàn Việt bị đánh bay ra ngoài mấy dặm, xoay chuyển thân thể to lớn, bay lên không mà qua, đùng đùng, hồ quang lấp lóe ở quanh thân, thể phải đem người làm tổn thương nó chém thành muôn mảnh. Đoàn Việt bị một chiêu đánh bay, cả người phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể không bị khống chế bay ngược mấy dặm, trong lục phủ ngũ tạng lượng lớn tụ huyết cùng chân khí tán loạn, để hắn suýt nữa ngã vào đại hải. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, lẩm bẩm không thể tin nói, làm sao súc sinh kia mạnh mẽ như vậy? Rõ ràng chỉ có là cấp 6A. Con người của hắn đột nhiên áp súc, trong con người cái bóng của tử văn cửu anh giao càng lúc càng lớn, khí tức yêu dị đem không gian chung quanh toàn bộ khóa chặt lại, nước biển lần thứ hai bốc hơi lên, trong đó lôi điện lấp lóe. Toàn bộ thiên địa đầy rẫy sức mạnh của tử văn cửu anh giao, phảng phất như hải thần giáng lâm. Đoàn Việt cười khổ một tiếng. Xong đời, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Sáu tên khốn kiếp kia đi đâu rồi? Chẳng lẽ đã chết? Hắn thử điều động lại chân khí trong cơ thể,
muốn duy trì phi hành không khó, nhưng giờ khắc này không gian bốn phương đều bị yêu lực của Tử Văn Cửu Anh giao khóa lại, muốn mạnh mẽ đột phá đào tẩu là khó càng thêm khó. Trong mắt hắn lóe ra một tia kiên quyết, cả người trái lại bình tĩnh, trên mặt không có một kinh hãi chút nào. Ngược lại là chết, không bằng triệt để chém giết súc sinh này. Chém muội muội ngươi a, không muốn chết liền đến đây. Đột nhiên phía sau truyền đến một thanh âm, Lý Vân Tiêu chẳng biết lúc nào đứng trên hổ vương chiến xa, ngay ở sau lưng hắn, nhếch miệng mắng, còn mắng người ta khốn kiếp, người khác đó là thông minh, trận pháp vừa vỡ, đã ẩn giấu đào tẩu. Chỉ có ngươi còn ngây ngốc ở đó chờ đợi đánh lén. Cái gì? Đoàn Việt trợn to tròng mắt, cả giận nói, bọn họ dĩ nhiên ở lúc trận phá bỏ chạy. Hắn nguyên bản còn kinh ngạc động tác của Lý Vân Tiêu, vừa nghe đến tin tức này, nhất thời tức giận đến cả người phát run, giận dữ hét, những tên khốn kiếp này, lão tử nhất định phải bóp nát bọn họ. Mau lên đây đi, không thấy phiền sao? Dài dòng giống như đàn bà, mình ngu ngốc còn oán người khác. Lý Vân Tiêu vỗ chiến xa một cái, nhất thời chậm rãi khởi động. Đoàn Việt nhẹ nhàng nhảy lên chiến xa, nhìn Tử Văn Cửu Anh giao vào tới, vẻ mặt nghiêm túc nói, tốc độ chiến xa cấp 5 chỉ nhanh hơn Tử Văn Cửu Anh giao một chút, người vẫn là đi trước đi, ta có thể vì ngươi tranh thủ một chút thời gian. Lý Vân Tiêu mặt không hề cảm xúc nói. Há, vậy ta liền không khách khí, làm phiền lão gia ngài chặn một chút, ta đi trước. Đệt, ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Ngươi đừng hòng bỏ lại ta. Đoàn Việt trợn con ngươi, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, tiếp theo nghênh ngang chuyển qua một cái ghế ở bên cạnh ngồi xuống. Bộ hổ vương chiến xa này là của Lý Vân Tiêu mình, bộ mà Mã Văn Địch mang đến còn ở hơn ngàn dặm. Đám người phi kiếm môn kia còn chưa hiểu trạng thái bên này, cũng không dám đi. Này, có điều nói là thật sự, ngươi định làm như thế nào? Sắp bị đuổi theo rồi. Tuy rằng trên mặt Đoàn Việt cực lực biểu hiện ra thần thái ung dung không đáng kể, nhưng thần thức lại một khắc cũng không hề rời cái bóng của Tử Văn Cửu Anh giao. Tuy rằng tốc độ của hổ vương chiến xa cực nhanh, nhưng so với loại chân linh huyết thống cưỡi mây đạp gió kia, vẫn là khá khó khăn. Tìm người chặn một chút, nếu ngươi không chịu xuất lực, không thể làm gì khác hơn là tìm bọn họ. Lý Vân Tiêu chỉ tay một cái, xa xa hổ vương chiến xa của phi kiếm môn nhất thời hiển lộ ra. Ý kiến hay. Tên khốn kiếp Mã Văn Địch kia, đáng đời bọn họ xui xẻo. Trên mặt Đoàn Việt hiện ra khoái ý trả thù, đột nhiên đứng dậy, quát lên, chuẩn bị kỹ càng. Hắn mạnh mẽ nhấc lên chân khí, đột nhiên nắm lấy Lý Vân Tiêu trong nháy mắt biến hóa ở trên không trung, lấy tốc độ nhanh như tia chớp hướng về hổ vương chiến xa của phi kiếm môn xông lên. Người nào? Mọi người phi kiếm môn trên hổ vương chiến xa đối với hai người xông lên sợ hết hồn. Định nhãn nhìn lại mới cả kinh nói, đoàn tiền bối. Tiền bối, tình huống bên kia làm sao? Một đám đệ tử dồn dập nghi ngờ không thôi, sương mù trên biển thực sự quá lớn, căn bản không thấy rõ mảy may, ngay cả thần thức cũng bị một nguồn sức mạnh ngăn cản, khó có thể lọt vào. Hừ, Đoàn Việt lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt ở trên người mọi người đảo qua, sợ đến những đệ tử này vội vàng lùi lại mấy bước, từng cái sắc mặt tái xanh, không dám nói lời nào. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm trong sương mù, thần thức của hắn vô cùng mạnh mẽ, đủ để phá tan yêu lực của Tử Văn Cửu Anh giao phong tỏa, đem cái bóng màu tím kia xem rõ rõ ràng ràng, đợi đến tới gần bộ hổ vương chiến xa vứt bỏ kia, ánh mắt của hắn nhất thời phát lạnh, một tay bấm quyết quát lên, bảo. Oanh! Một tiếng nổ mạnh truyền đến, chiến xa cũng ở dưới sức mạnh xung kích kia văng ra xa mấy chục mét. Xảy ra chuyện gì? Các đệ tử phi kiếm môn từng cái thất kinh. Đoàn tiền bối đâu, còn có đệ hắn, hai người làm sao không gặp. Một giây sau, bọn họ liền nghe một tiếng gào thét kinh nộ, một cái bóng màu tím từ trên trời lao xuống, tất cả mọi người trong nháy mắt sợ đến hồn phi phách tán, Lý Vân Tiêu cùng Đoàn Việt từ lâu đã lên một chiếc chiến xa khác, trong nháy mắt chạy ra hơn ngàn mét. Đoàn Việt nghe được xa xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nhất thời vỗ tay vui vẻ nói, ha ha, đáng đời bọn họ chết. Dám âm lão tử. Ngươi thật nên làm nổ chiến xa của bọn họ, trọng thương Tử Văn Cửu Anh giao một hồi. Lý Vân Tiêu từ tốn nói. Ngươi nghĩ ta là đế cấp thuật luyện sư, bằng vào hồn lực hiện tại của ta, vừa nãy cũng là ở trên chiến xa của mình bày xuống một đạo thần ấn cùng cấm chế, lúc này mới có thể làm nổ. Dù vậy, cũng đã tiêu hao lượng lớn hồn lực, Đoàn Việt nhìn Lý Vân Tiêu bình tĩnh như nước, rốt cục không nhịn được chịu thua khen. Lúc này lão tử là thật sự phục rồi.
người nhất tinh đại vũ sư, dĩ nhiên ở trong hoàn cảnh này còn có thể mặt không đổi sắc, hơn nữa còn có thể từ trong tay Tử Văn Cửu Anh giao đem ta cứu ra, thật để ta tâm phục khẩu phục. Lần này ta nợ ngươi một cái mạng, ta nhớ rồi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, hừ nói. Đừng cao hứng quá sớm, sự tình vẫn chưa xong đâu. Nếu ta là ngươi, hiện tại sẽ tận lực chữa thương. Hắn tung một bình nhỏ nói. Đem những đan dược này nuốt vào, đợi lát nữa phải nhờ ngươi ra tay cũng khó nói. Làm sao sẽ như vậy? Đoàn Việt kinh ngạc liếc mắt nhìn cái bóng màu tím xa xa, hồ nghi nói, bằng vào khoảng cách hiện tại của chúng ta, toàn lực chạy trốn sẽ không thành vấn đề a. Lý Vân Tiêu như nhìn người ngu nhìn hắn, nhìn mà Đoàn Việt không hiểu ra sao, ngượng ngùng nói, làm sao? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu hướng về phương hướng của Tử Văn Cửu Anh giao nhìn tới, lạnh lùng nói từng chữ, ai nói ta muốn chạy trốn? Chi? Đoàn Việt hít vào ngụm khí lạnh, bị dọa cho phát sợ, ngơ ngác thất thanh nói, cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi không phải là muốn đi lên làm thịt Tử Văn Cửu Anh giao chứ? Hắn nhìn ánh mắt mỉm cười của Lý Vân Tiêu, nhất thời cảm thấy hết sức hoang đường, thật giống như ở trong mơ, một nhất tinh đại vũ sư, dĩ nhiên muốn đi làm thịt cấp 6 Tử Văn Cửu Anh giao. Điên rồi, ngươi tuyệt đối điên rồi. Đoàn Việt đem đầu lắc như trống bỏi. Ngươi không muốn sống, nhưng ta còn muốn sống a. Muốn đi chính ngươi đi đi. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Ai nói ta muốn tự mình đi tới? Vậy ngươi là? Đoàn Việt một mặt không rõ. Đột nhiên hắn phát hiện mình là Vũ Tông ở trước mặt Lý Vân Tiêu hoàn toàn thành tiểu hài tử, bị làm cho xoay quanh. Lý Vân Tiêu một bộ hoàn toàn tự tin, cười lạnh nói. Mã Văn Địch cũng thật là lòng dạ độc ác, nhìn môn nhân của mình bị diệt cũng có thể vững như núi Thái trốn đi. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thể trốn đến khi nào. Đoàn Việt hơi thay đổi sắc mặt, giật mình nói. Ngươi ý là nói, 6 người bọn họ không đi, mà là trốn. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, cười lạnh nói. Ngươi cho rằng người khác cũng ngu si như ngươi. 6 người này tất cả đều dùng bí pháp ẩn nấp ở trên đại hải, chờ đợi tùy thời mà động. Mỗi người đều hy vọng người khác xuất thủ trước, mình cuối cùng đi ra mỏ chỗ tốt. Chỉ có thằng ngu như ngươi mới làm cái thứ nhất hứng thú hừng hực vọt ra. Lúc ngươi đi ra, nội tâm 6 người kia sợ là không biết vui bao nhiêu. 6 cái khốn kiếp này. Đoàn Việt nghiến răng nghiến lợi mắng, chờ lão tử khôi phục thực lực, nhất định không buông tha bọn họ. Hắn là liệp yêu giả thâm niên, đối với tín dụng cùng quy củ xem vô cùng nặng. Cũng chính là nguyên nhân như vậy, vì lẽ đó rất nhiều đoàn đội đều yêu thích mời hắn tham gia, mặc dù giá cả vô cùng đắt. Đối với những người lâm trận bỏ chạy kia, từ trước đến giờ là đại hận. Đừng oán giận, chỉ có thể trách ngươi ngốc, mau mau điều tức chân khí, đợi lát nữa còn có thời điểm ngươi xuất thủ. Lý Vân Tiêu lẳng lặng phóng tầm mắt tới chiến xa bị đâm vỡ nát, sau đó nhanh chóng hướng bên Tử Văn Cửu Anh giao đuổi theo, tâm tình không có một tia chập chờn, góc áo ở dưới gió biển thổi từ từ mà động, giống như lão tăng nhập định, cõi đời này không có chuyện gì có thể phất động tiếng lòng của hắn. Đoàn Việt lấy làm kinh hãi, loại thần thái chấn định này, tuyệt đối không phải giả vờ ra, mà là một loại bản năng sau khi loại trải qua muôn vàn thử thách, duyệt tận thế sự tang thương. Phong vân tại tay, thiên hạ ta có. Đoàn Việt khiếp sợ tột đỉnh, hắn làm sao cũng không hiểu, loại khí chất giống như quân lâm thiên hạ này, làm sao sẽ xuất hiện ở trên người một thiếu niên 15 tuổi, một nhất tinh đại vũ sư. Đây là lúc trước hắn gặp Vũ Hoàng, thậm chí Vũ Tôn Cường giả cũng không có. Hắn rốt cuộc muốn ứng đối ra sao? Đoàn Việt nghĩ phá đầu cũng không nghĩ ra Lý Vân Tiêu dự định cái gì, chỉ có thể phẫn nộ đổ bình đan dược ra, toàn bộ nuốt vào. Một cảm giác hoạt lương vào bụng, nhất thời cảm thấy cả người tinh thần thoải mái, từng tia sức mạnh đang làm dịu lục phủ ngũ tạng, chân khí hỗn loạn cũng dần dần yên tĩnh. Trong mắt hắn lộ ra ánh sáng kinh dị, phải biết hắn vốn là thất tinh vũ tông cường giả, đan dược có thể đối với hắn có tác dụng đã vô cùng hy hữu, cơ bản phải cấp 5 mới có hiệu quả, mặc dù là cấp 4 cũng hiệu dụng nhỏ bé không đáng kể. Nhưng vừa nãy nuốt vào những đan dược kia rõ ràng không phải cấp 5. Thậm chí cấp 4 cũng chưa tới, đây là đan dược gì? Hắn lần thứ hai đối với Lý Vân Tiêu thần bí sản sinh hiếu kỳ rất lớn, đối với hắn đối phó Tử Văn Cửu Anh giao cũng thoáng thả chút tâm. Tiểu tử này thủ đoạn đều là ngoài dự đoán của mọi người, có khi thật có biện pháp đối phó con súc sinh kia cũng khó nói. Tử Văn Cửu Anh giao tốc độ cực nhanh, chiến xa của Lý Vân Tiêu trôi nổi ở bên ngoài mấy dặm,
rất nhanh liền bị nó đuổi theo. Chịu một đòn toàn lực của Đoàn Việt, lại bị chiến xa cấp 5 nổ oanh thương, thêm vào những đệ tử phi kiếm môn kia cũng đều đánh bạc tính mạng chém giết mấy lần, mặc dù nắm giữ thân thể cường hãn như vậy, cũng đã là vết thương đầy rẫy, không ngừng chảy xuống máu tươi. Ngay thời điểm Tử Văn Cửu Anh giao vào tới phụ cận 100 mét, Lý Vân Tiêu hít một hơi thật sâu, hét lớn một tiếng, ngũ hành đỉnh đột nhiên từ trong tay thả ra, ở dưới sự khống chế của hắn kịch liệt biến lớn, một bóng mờ liên tiếp tới mặt biển đột nhiên hiện lên, đợi thời điểm Tử Văn Cửu Anh giao nhảy vào trong bóng mờ, trên trán hắn đột nhiên hiện ra hỏa vân lạc ấn, hư ảnh phượng hoàng chân hỏa hiện lên ở trên ngũ hành đỉnh, như phải muốn hòa tan toàn bộ đại đỉnh. Hống! Tử Văn Cửu Anh giao đang ở trong hư ảnh đại đỉnh qua lại, đột nhiên sợ hãi gào thét lên, hai con mắt nhìn chòng chọc vào đại đỉnh truyền đến cỗ sức mạnh làm nó khiếp đảm. Giao Long vốn là chân linh hệ, thủy trời sinh sợ hỏa. Huống chi là hỏa phượng hư hỏa đồng dạng nắm giữ khí tức chân linh, tuy rằng sức mạnh cũng không khổng lồ, nhưng loại áp chế trên đẳng cấp này, lại làm cho nó vạn phần sợ hãi. Thật giống như nhìn thấy tồn tại của chân long bộ tộc, mặc dù vô cùng nhỏ yếu, nhưng ở trong huyết mạch có sợ hãi khó có thể ức chế. Này là đẳng cấp giữa các yêu thú áp chế lẫn nhau. Lý Vân Tiêu thấy thế lập tức rõ ràng là xảy ra chuyện gì, nhất thời vui mừng khôn xiết. Nguyên bản hắn chỉ muốn dùng ngũ hành đỉnh đem Tử Văn Cửu Anh giao nhốt lại ngắn ngủi, nhưng không nghĩ tới khí tức chân linh trên phượng hoàng hư hỏa để nó nghe mà táng đảm. Nếu như có thể sử dụng hỏa phượng chân hỏa hoàn chỉnh, Lý Vân Tiêu chắc chắn triệt để thu phục con súc sinh này. Nhưng lực lượng của hỏa diễm kia thực sự quá mạnh, hắn cũng chỉ có thể biến ảo ra bóng mờ, sợ là cũng giữ không nổi thời gian quá dài. Đợi sau khi Tử Văn Cửu Anh giao thích ứng, sẽ phá đỉnh mà ra. Thu! Hắn khẽ quát một tiếng, ngũ hành đỉnh biến ảo ở trong hư không nhất thời kịch liệt thu nhỏ lại, hư thực hợp nhất, đem toàn bộ Tử Văn Cửu Anh giao khốn vào trong đó. Hắn lần thứ hai bấm quyết, mi tâm bắn ra mấy đạo khí tức hỏa phượng, hóa thành từng cái phù văn khác ở trên thân đỉnh. Tranh thủ có thể nhốt lại một ít thời gian. Vèo. Sau khi ngũ hành đỉnh thu Tử Văn Cửu Anh giao, liền biến trở về to nhỏ bình thường, bay về đến trong tay Lý Vân Tiêu. Toàn bộ quá trình tất cả đều lạc ở trong mắt Đoàn Việt, để hắn triệt để ngây người như phỗng, đầu óc phát mộng. Mình liều mạng cũng không giết chết động vật biển cấp 6, dĩ nhiên dễ như ăn cháo liền bị thu phục như vậy. Hơn nữa nhìn dáng vẻ dễ dàng của hắn, binh không dính huyết. Hoàn chỉnh đem một Tử Văn Cửu Anh giao thu vào trong đại đỉnh. Chuyện này, ngay thời điểm đầu óc hắn không đủ dùng, không có cách nào suy nghĩ. Đột nhiên xa xa trên mặt biển bay vụt đến mấy vệt sáng, mấy bóng người trong nháy mắt rơi vào trên chiến xa, chính là đám người Mã Văn Địch đã biến mất, tổng cộng 6 người, một cái không ít. Ha ha, chúc mừng Đoàn huynh, Vân thiếu, hai vị thật là có đại thần thông, dĩ nhiên đem Tử Văn Cửu Anh giao thu phục. Thật là đáng mừng. Chuyến này của chúng ta cũng không uổng công. Mã Văn Địch là cái thứ nhất mặt dày cười nói, nhưng ánh mắt rơi vào tử đỉnh trong tay Lý Vân Tiêu, vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Hắn cũng liếc mắt nhìn ra cấp bậc của tử đỉnh này, chỉ là cấp 5 mà thôi, làm sao có thể hoàn chỉnh thu phục Tử Văn Cửu Anh giao, hắn cũng có chút bối rối. Nhưng bất luận làm sao, cũng không thể trơ mắt nhìn hai người này mang Tử Văn Cửu Anh giao đi. Đoàn Việt vừa nhìn 6 người, lại nghe Mã Văn Địch nói như thế. Tức giận đến suýt chút nữa trực tiếp thổ huyết ra, hắn tức giận nói. Các ngươi không uổng công cùng chúng ta có quan hệ gì. Hiện tại chúng ta muốn đi về, kính xin 6 vị từ đâu tới đây, liền chạy trở về nơi đó đi. Ha ha, Đoàn huynh lời ấy sai rồi. Chẳng lẽ uống nước, liền quên những người đào giếng như chúng ta. Hàn Nha lão nhân âm dương quái khí kêu lên, bước chân hắn nhẹ nhàng di động, trong nháy mắt đem đường đi của Đoàn Việt phá hỏng. Đồng thời trên tay chân khí lấp lóe, hiển nhiên là chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Người đào giếng, ta phi. Đoàn Việt hầu như muốn tức đến ngất, hắn thật khâm phục ra mặt của những người này, nhìn 6 người cấp tốc di động, đem phương vị của hai người bọn họ phá hỏng, cũng biết là bất luận làm sao cũng đi không xong, nhất thời không tiếp tục nói nữa, dành thời gian hồi phục nguyên khí. Tư Đồ Tinh cũng cười lạnh nói. Nếu không có 7 người chúng ta liên thủ bày xuống thất tinh diệu nhật trận. Hao tổn lượng lớn sức mạnh của Tử Văn Cửu Anh giao, bằng không chỉ bằng Đoàn Việt ngươi mạnh mẽ chống đỡ một đòn của nó còn có thể không chết. Còn có đệ đệ ngươi chỉ là nhất tinh đại vũ sư cũng muốn thu phục nó. Các ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Đường Xảo Xảo nhẹ nhàng tựa ở trên cánh tay Tư Đồ Tinh, một bộ quyến rũ, cười hì hì nói. Đoàn Việt,
chúng ta vẫn là thoải mái chút đi. Dựa theo lúc trước nói chia đều thành 7 phần, cùng lắm để ngươi trước tiên chọn một phần liền được. Cái gì, 7 phần? Sắc mặt Mã Văn Địch mơ hồ nổi giận, lạnh lùng nói. Đường đại thẩm, lúc trước nói là 8 phần A, phi kiếm môn ta nắm 2 phần, lúc nào lại biến 7 phần. Đường Sảo Sảo vừa nghe hắn xưng hô, nhất thời tức giận đến sắc mặt trắng bệch, cười giận dữ nói. 8 phần, đó là nói khi phi kiếm môn ngươi công lao to lớn nhất, liền cho thêm các ngươi một phần. Hiện tại mọi người đều nhìn thấy, các ngươi ngoại trừ dẫn Tử Văn Cửu Anh giao ra, là không có nửa điểm công lao. Dựa vào cái gì ra mặt dày muốn một phần, ngươi. Mã Văn Địch tức đến xanh mét cả mặt mày, sát khí trên người đột nhiên tỏa ra. Tử Văn Cửu Anh giao này là đồ vật trăm năm khó gặp một lần, một phần cùng hai phần chênh lệch thực sự là quá lớn. Diêm Phi Tường cũng lạnh lùng nói. Mã huynh bình tĩnh đừng nóng, việc phân phối chú ý công bằng. Ta cảm thấy Xảo Xảo tiểu thư nói vô cùng có lý. Đường Xảo Xảo nhất thời lộ ra nụ cười mê người, cho Diêm Phi Tường một cái mị nhãn. Để cả người Diêm Phi Tường nổi lên da gà, tuy rằng ngoại hình Đường Xảo Xảo yêu kiều khả ái, linh lung cảm động, nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết nàng là lão thái bà 70, 80 tuổi, nghĩ đến một lão thái bà quăng mị nhãn cho ngươi, là ai cũng sẽ không chịu được. Hàn Nha lão nhân cùng Thạch Hoành Tài cũng dồn dập lên tiếng tán thành, tức giận đến cả người Mã Văn Địch run rẩy. Nhưng hắn cũng biết, chọc giận mọi người mà nói, đừng nói hai phần, một phần cũng đừng nghĩ cầm. Không thể làm gì khác hơn là xanh mặt, nuốt giận vào bụng. Lý Vân Tiêu nhìn thần thái của mọi người, trên mặt hắn mỉm cười nói. Chư vị đại nhân nói đều có lý, ta cũng cảm thấy nên công bằng mới đúng. Tử Văn Cửu Anh giao này là ta dùng đại đỉnh nhốt lại, không biết ta có thể đến một phần hay không. Hắn vừa nói chuyện, nhất thời mọi người đều sửng sốt. Muốn nói công lao, không thể nghi ngờ là Lý Vân Tiêu bắt lấy Tử Văn Cửu Anh giao công lao lớn nhất. Nhưng phải chia cho đại vũ sư này một phần, mọi người là tuyệt đối không thể đồng ý. Ngươi, Thạch Hoành Tài lộ ra vẻ mặt kinh ngạc khuếch đại, châm chọc nói. Tiểu huynh đệ, ngươi sẽ không cho rằng ngươi nắm lấy đại đỉnh cấp 5 thu phục Tử Văn Cửu Anh giao, liền cho rằng đây là công lao của mình chứ? Nếu không có chúng ta lúc trước bày xuống thất tinh diệu nhật trận, ngươi cảm thấy lấy thực lực của ngươi sẽ là đối thủ của yêu thú này. Ha ha, làm người phải làm đến nơi đến chốn. Ngàn vạn lần không thể tự cao a. Đúng đúng đúng. Mọi người vội vã phụ họa, Đường Xảo Xảo cười nói. Đến thời điểm ngươi thu phục, Tử Văn Cửu Anh giao đã suy yếu không ra hình thù gì, đừng nói là ngươi, coi như là đến cái võ sư cũng có thể tùy ý bắt. Như vậy đi, tiểu huynh đệ mau tới đây, nơi này tỷ tỷ có kiện huyền binh cấp 3, coi như là phần thưởng của ngươi. Lý Vân Tiêu không còn gì để nói, phất phất tay nói. Tính toán một chút. Tử Văn Cửu Anh giao này cũng không phải đồ vật ta có thể vọng tưởng. Vọng tâm quá nặng, trái lại tai hại. Cha cha, còn nhỏ tuổi liền hiểu chuyện như vậy. Đoàn huynh, người thật là có một đệ đệ tốt ha. Chẳng trách huyết ngư chi cũng chịu cho hắn dùng. Hàn Nha lão nhân cười quái dị tán thưởng. Sắc mặt Đoàn Việt giận dữ lạnh rên một tiếng, quay mặt qua chỗ khác không nói lời nào, âm thầm khôi phục chân khí. Lý Vân Tiêu hơi mỉm cười nói. Có điều lúc trước phương pháp phân chia là đối với Tử Văn Cửu Anh giao chết, đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng hiện tại trong tử đỉnh của ta nhốt lại là một con Tử Văn Cửu Anh giao còn sống sờ sờ a, lẽ nào các người muốn đem nó phân cách ra? Chuyện này, 6 người nhất thời sửng sốt. Đúng a, chẳng lẽ muốn phân cách ra? Ban đầu chẳng ai nghĩ tới có thể bắt sống, đương nhiên cắt ra chia hết là được rồi. Nhưng một Tử Văn Cửu Anh giao còn sống, giá trị so với chết là gấp mấy chục lần. Đặc biệt loại tồn tại nắm giữ chân linh huyết thống, sau đó còn có thể lên cấp, hoàn toàn chính là bảo vật vô giá. Trong lúc nhất thời trái tim tất cả mọi người đều nhanh chóng chuyển động, làm sao mới có thể cướp con Tử Văn Cửu Anh giao kia tới. Tư Đồ Tinh cùng Đường Xảo Xảo càng là âm thầm truyền âm, thực lực của hai người tất nhiên không phải mạnh nhất, nhưng tâm ý tương thông, liên thủ lại ai cũng không sợ. Mà Đoàn Việt một trong hai người thực lực cao nhất, đã bị thương nặng, không đủ sợ hãi. Chỉ còn lại Hàn Nha lão nhân. Ánh mắt 6 người không ngừng lấp lóe, tựa hồ cũng ý thức được tình huống trước mắt. Mã Văn Địch cùng Diêm Phi Dược, còn có Thạch Hoành Tài cũng dùng ánh mắt lan truyền tin tức lẫn nhau, thực lực 3 người yếu nhất, đến thời điểm động thủ là cực kỳ chịu thiệt. Lập tức, nguyên bản Hàn Nha lão nhân thực lực mạnh nhất nhất thời biến thành một phương yếu nhất. Đột nhiên Hàn Nha lão nhân lớn tiếng cười nói.
ha ha, chư vị làm cái gì vậy? Đừng quên trước khi chúng ta ra biển ước định, thành tín là phẩm chất trọng yếu nhất của Liệp Yêu giả, một người nếu không có thành tín, vậy thì uổng công làm người, không xứng làm người. Hắn nói tới mặt sau, vẻ mặt căm phẫn, lẫm nhiên nói. Tuy rằng tử văn cửu anh giao này quý giá, nhưng cũng không thể để cho mọi người chúng ta làm mất đi phẩm đức. Chí ít Hàn Nha ta là chắc chắn sẽ không làm loại việc xảo trá này. Tất cả mọi người ở đây đều là cáo già, từng cái cười gần nhìn hắn biểu diễn, Mã Văn Địch càng là châm chọc nói, vậy lúc trước nói phân 8 phần biến 7 phần là chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Hàn Nha lão nhân khẽ biến, có chút lúng túng nói. Này đều là sự tình mọi người đồng ý, ta có thể làm sao? Chuyện gì ra chuyện đó, kỳ thực điều này cũng không phải sự tình khó làm gì. Chỉ cần các ngươi ai có thể lấy ra cái giá để ta vừa ý, phần của ta liền quy hắn. Này ngược lại là biện pháp tốt, chỉ là... Thạch Hoành Tài cười lạnh nói. Lấy ra đồ vật giá trị tương đương với tử văn cửu anh giao cho mọi người phân, ta sợ chư vị ở đây không ai giàu có như thế a. Hàn Nha lão nhân nói. Này còn không hẳn, nếu có người chịu ra giá, nói không chắc có người sẽ chịu, như vậy người ra giá phải sẽ được phần của đối phương. Như vậy chưa chắc đã không phải là một ý kiến hay. Mọi người nhất thời trầm mặc lên, đột nhiên Diêm Phi Dược mở miệng nói. Ta chỗ này có một tấm cổ linh phù cấp 6 do Phù Văn Tông chế tác, chỉ cần tu vi đại vũ sư là có thể kích thích ra, chính là phòng ngự linh phù, đủ có thể chống đỡ một đòn toàn lực của nhất tinh vũ hoàng. Chính là một vị trưởng lão của Phù Văn Tông luyện chế, giá trị không thể đánh giá. Dùng để hối đoái một phần, các ngươi ai chịu nhường lại. Cấp 6 cổ linh phù. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới trên người Diêm Phi Dược dĩ nhiên có bảo bối như thế. Loại cổ linh phù này chính là một loại phương pháp bí chế của Phù Văn Tông, đem tu vi người tạo phù áp chế vào trong phù triện mà thành, là vật phẩm hao tổn một lần. Hơn nữa sau khi phù thành, tu vi người luyện chế toàn bộ hủy hoại chỉ trong chớp mắt. Càng thêm thảm chính là, tỷ lệ luyện chế thành công cực thấp. Mặc dù tại Phù Văn Tông, thứ này cũng vô cùng ít ỏi. Đều là một ít cường giả sắp tọa hóa, mới sẽ triển khai loại bí pháp này đi luyện chế bùa chú, sau đó ban cho hậu bối dòng chính của mình, tương đương với có thêm một thủ đoạn bảo mệnh. Loại bùa chú có thể chống đỡ một đòn toàn lực của nhất tinh vũ hoàng, đối với vũ tông cường giả như bọn hắn cũng là vật giá trị cực lớn, chớ đừng nói võ giả bình thường. Một võ giả tu vi đại vũ sư, có thể chống lại một đòn toàn lực của nhất tinh vũ hoàng. Loại mê hoặc này là những con cháu đích tôn của các thế lực lớn kia khó có thể chống đối, mặc dù giá tiền cao đến đâu cũng có người mua. Bản thân thứ này vẫn là có tiền cũng chưa chắc mua được. Ngay cả Lý Vân Tiêu cũng hơi thay đổi sắc mặt, mặc dù là hắn, cũng không biết loại cổ linh phù này là làm sao luyện chế. Phù Văn Tông ở trên Thiên Vũ Đại Lục chính là môn phái rất thần bí, rất ít cùng người ngoài tiếp xúc. Này xác thực là đồ tốt, nhưng đối với chúng ta những người này mà nói, cơ bản là không dùng được. Cầm bán cũng không biết có thể bán cái giá bao nhiêu. Tư Đồ Tinh lạnh lùng nói, hiển nhiên vẫn chưa động tâm. Sắc mặt Diêm Phi Dược khẽ biến thành không thích, nhưng cũng không nói thêm cái gì, yên lặng không lên tiếng. Đột nhiên Hàn Nha lão nhân cười hắc hắc nói. Không biết chư vị ai có âm minh thạch, nếu có vật này, ta liền đổi phần của ta. Tất cả mọi người cau mày. Âm minh thạch là một loại thạch đầu hấp thu lượng lớn tử khí người chết mà sản sinh lực lượng cực âm cực hàn, giá cả không rẻ. Hơn nữa cùng công pháp tu luyện của Hàn Nha lão nhân chung một nhịp thở. Trong lòng Lý Vân Tiêu hơi thở dài, âm minh thạch này cùng thiên ngoại huyền minh thạch đều là một loại đồ vật, chỉ có điều đẳng cấp của âm minh thạch thấp hơn huyền minh thạch rất nhiều, mà thiên ngoại huyền minh thạch lại là cực phẩm trong huyền minh thạch. Đáng tiếc hắn chỉ thâu có một khối, cũng dùng để diệt Huỳnh Dương ra rồi. Phải biết thiên ngoại huyền minh thạch mặc dù là vũ đế cường giả cũng liều mạng tranh đoạt, cấp bậc như Hàn Nha lão nhân càng không thể tiếp xúc được, có thể làm ra âm minh thạch tu luyện, chính là kỳ vọng to lớn nhất của hắn. Đáng tiếc đợi một trận, đều là khẽ lắc đầu không ngớt. Mã Văn Địch hơi không kiên nhẫn nói. Tiếp tục như vậy, phải kéo tới khi nào? Không bằng dùng nguyên thạch đến giao dịch đi, chỉ cần số lượng đạt tới trình độ nhất định, nói vậy cũng sẽ có người tiếp thu. Hắn lời này cũng rất có lý, thế nhưng nguyên thạch ít thì không ai chịu, quá nhiều thì không ai bỏ ra nổi. Đột nhiên Lý Vân Tiêu hơi thay đổi sắc mặt, liếc mắt nhìn ngũ hành đỉnh, hắn rõ ràng cảm giác được tử văn cửu anh giao tựa hồ đã thích ứng khí tức phượng hoàng áp chế, sợ là giữ không nổi thời gian bao lâu. Hắn vội vàng nói, Diêm đại nhân,
cổ linh phù, lại thêm 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch, phần của ca ca ta liền cho ngươi. Hai con mắt Diêm Phi Dược sáng ngời, vui vẻ nói. Thật chứ? Ánh mắt của hắn lạc ở trên người Đoàn Việt đang chữa thương, tràn đầy tâm ý cố vấn. Đoàn Việt hừ lạnh một tiếng, đối với những người này đã triệt để không còn hảo cảm, lạnh lùng nói, hắn nói là ta nói, đại diện toàn quyền ý kiến của ta. Diêm Phi Dược vui mừng khôn xiết, vội vàng lấy ra cổ linh phù cùng một túi nguyên thạch đưa cho Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu hơi cảm nhận khí tức trên cổ linh phù, biết không giả. Loại thủ pháp luyện chế này đối với hắn mà nói cũng rất có sức hấp dẫn, kiếp trước cùng những lão bất tử ở Hóa Thần Hải kia thu không ít đồ vật của Phù Văn Tông, cũng không nghiên cứu ra nguyên cớ. Hiện tại phần của ca ca ta đã chuyển tới trên người Diêm đại nhân, cái đỉnh này, cũng giao cho ngươi bảo quản đi. Lý Vân Tiêu lưu luyến không rời đem tử đỉnh ném cho Diêm Phi Dược, một mặt thịt đau nói, tử đỉnh này là huyền khí cấp 5 đỉnh cao, giá trị rất lớn, cũng cùng nhau đưa ngươi. Diêm Phi Dược đại hỉ tiếp nhận tử đỉnh, nghe Lý Vân Tiêu nói, nhất thời thật không tiện ở trên người sờ sờ, cuối cùng lấy ra một đôi khuyên đồng ném cho hắn nói, đôi long phượng song hoàn này là binh khí của ta thời điểm Vũ Vương, cũng là đồ vật cấp 5, coi như là bồi thường tử đỉnh của ngươi. Lý Vân Tiêu cảm thấy bất ngờ, cười đem song hoàn thu đi, đồng thời vỗ giới chỉ một cái, một ánh hào quang bắn thẳng mà ra, là một chiếc hổ vương chiến xa, hai chiếc chiến xa song song trôi nổi cùng nhau. Nếu đồ vật đã giao, các ngươi phân phối liền không liên quan đến huynh đệ chúng ta. Chư vị lại gặp, bộ hổ vương chiến xa này cũng làm đồ vật đưa cho chư vị. Hắn khách khí cười nói, quay về Đoàn Việt vẫy vẫy tay, hai người liền nhảy lên một chiếc hổ vương chiến xa khác, khởi động hướng xa xa lao đi. Lúc trước từ Thiên Nguyên Thương Hội lấy tới 3 chiếc hổ vương chiến xa, lúc trước đối phó Tử Văn Cửu Anh giao nổ mất một chiếc, hiện tại lại ném xuống một chiếc, hiện nay cưỡi cái này, là chiếc hổ vương chiến xa cuối cùng. Vẻ kinh ngạc trong ánh mắt Đoàn Việt càng thịnh. Người từ nơi nào làm ra nhiều chiến xa cấp 5 như vậy? Này không phải là hàng vỉa hè gì à, mà là hàng thật đúng giá cấp 5 hổ vương chiến xa, mỗi một cái đều có giá trị không nhỏ. Lý Vân Tiêu một mặt khinh thường nói. Sinh hoạt của ta, những quỷ nghèo các ngươi là vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được, hảo hảo dưỡng thương đi. Ta nói đợi lát nữa phỏng chừng còn phải nhờ ngươi ra tay. Đoàn Việt sửng sốt một chút, hừ nói. Chớ ở trước mặt ta trang phú, những thuật luyện sư cấp 7, cấp 8 giàu đến mức nứt đố đổ vách kia ta cũng gặp. Hắn đột nhiên nghĩ đến Lý Vân Tiêu chính là một tên thuật luyện sư, nhất thời nghẹn lời. Hắn phát hiện bất luận mình nói như thế nào, thật giống như đều không phải là đối thủ của Lý Vân Tiêu, nhất thời chán nản nói còn có chuyện gì phải ra tay. Hiện tại không phải đã bỏ hết rồi sao? Trong mắt hắn sáng ngời, nhất thời hưng phấn nói, đúng rồi, chúng ta đi thải hồng sương mù. Ở đây chỉ hoãn một hồi, ta cũng quên. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu mỉm cười nhìn hổ vương chiến xa kia càng ngày càng nhỏ, cười lạnh nói, thải hồng sương mù là nhất định phải đi, nhưng Tử Văn Cửu Anh giao kia ta cũng là tình thế bắt buộc. Bọn họ nghỉ ngơi lâu như vậy, giờ cũng đến phiên chúng ta nghỉ ngơi một chút. Hắn đem chiến xa lái vào trong sương mù ẩn giấu đi, đồng thời đánh ra mấy cái pháp quyết, ở quanh thân chiến xa bày xuống một lớp cấm chế, có thể che đậy thần thức bình thường điều tra. Hơn nữa khoảng cách xa như vậy, những người kia muốn phát hiện mình sợ là rất khó. Đoàn Việt cả kinh nói. Người ý tứ là, bọn họ sẽ bởi vì phân phối mà đánh nhau. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta đây liền không biết, có điều ta nghĩ đã gần đủ rồi. Cái gì gần đủ rồi? Ngươi nói chuyện có thể một lần nói rõ không? Đoàn Việt bị hắn làm cho ngơ ngơ ngác ngác, buồn bực lên, đang muốn mắng người, đột nhiên nghe thấy xa xa truyền đến một tiếng nổ mạnh, ngay sau đó là một tiếng gào thét phóng lên trời, chính là Tử Văn Cửu Anh Giao. Chi, Tử Văn Cửu Anh Giao thoát vây đi ra. Đoàn Việt chấn động, sợ hãi nói, chẳng lẽ là ngươi cố ý? Đệt, ngươi cũng quá ác đi. Hắn lập tức cười to lên. Ha ha, lần này cho bọn họ dễ chịu. Lý Vân Tiêu cũng cười thật vui vẻ, thảnh thơi nằm ở trên ghế, nhấc chân thưởng thức hải cảnh, đắc ý nói. Cố ý ngược lại không phải, ta chỉ là nhất tinh đại vũ sư, có bản lãnh gì thu phục Tử Văn Cửu Anh giao cấp 6. Mặc dù thêm vào đại đỉnh cấp 5, cũng tuyệt đối không thể. Chỉ là dùng bí pháp tạm thời nhốt lại mà thôi, nếu không phải thời gian không đủ. Ngươi cho rằng ta sẽ vì một cổ linh phù liền cho bọn họ. Còn phụ tặng một đại đỉnh cùng chiến xa. Thiết, chỉ là đáng tiếc ngũ hành đỉnh của ta. Đoàn Việt tâm tình thật tốt,
thần thức của hắn ở trong sương mù cũng không tra được xa như vậy, hài lòng cười nói. Chỉ là một cái phá đỉnh mà thôi, Diêm Phi Dược không phải bồi thường ngươi một đôi long phượng song hoàn sao. Đôi chiến khí kia ta 10 phân rõ ràng, thời điểm hắn vẫn là vũ vương ta từng cùng hắn giao thủ, hết sức lợi hại. Ngươi biết cái gì? Lý Vân Tiêu đau lòng mắng. Tử đỉnh kia của ta ẩn chứa ngũ hành đạo quả hoàn chỉnh, là bảo bối cấp 5 đáng giá tiền nhất trên thiên vũ đại lục. Bằng không coi như cho ngươi một cái đỉnh cấp 6, cũng muốn nhốt Tử Văn Cửu Anh giao. Huống hồ đỉnh kia đã cùng ta tâm thần hợp nhất, hoàn toàn bị ta luyện hóa. Lần này sức chiến đấu của ta là giảm nhiều, hy vọng Tử Văn Cửu Anh giao kia đừng bị bọn họ giết chết, như vậy mới càng đáng giá tiền. Ngũ hành đạo quả hoàn chỉnh. Đoàn Việt cả kinh, đột nhiên kêu lên. Chẳng lẽ chính là quãng thời gian trước Vạn Bảo Lâu bán đấu giá ngũ hành tử đỉnh mà Cổ Phi Dương luyện chế kia? Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Ồ, làm sao ngươi biết? Đoàn Việt cười khổ nói. Khi đó ta cũng đã ở Hỏa Ô Đế Quốc xem xét ứng cử viên thuật luyện sư, tự nhiên cũng nhìn Vạn Bảo Lâu phát tuyên truyền, không nghĩ tới dĩ nhiên bị ngươi mua lại. Mới đoạn thời gian như thế, một bảo bối cấp 5, ngươi làm sao có khả năng hoàn toàn luyện hóa? Coi như là ta cũng chưa chắc làm được, Lý Vân Tiêu cười nói. Đây chính là chênh lệch giữa ngươi và ta. An tâm chữa thương đi, bên kia thật giống như rất kịch liệt đây này. Lúc này Đoàn Việt mới nhắm mắt tĩnh dưỡng, Lý Vân Tiêu thì nhắm nửa con mắt, cũng không biết là tu luyện, hay là đang dò xét tình huống chiến đấu. 6 người bên kia đã rơi vào khốn cảnh rất lớn, năng lượng khổng lồ không ngừng khuếch tán ra, chỉ là thời gian uống cạn chén trà, toàn thân mỗi người liền máu me đầm đìa. Thở hồng hộc, trong mắt đều là đằng đằng sát khí cùng lửa giận phun trào. Tử Văn Cửu Anh giao cũng chẳng tốt đẹp gì, cả người vết thương nhìn thấy mà giật mình, ở trên không nổi khùng lên, từng đạo sóng biển từ trên mặt biển vọt lên, hóa thành thủy tiễn hướng 4 phương 8 hướng phóng đi, hơn nữa trên thủy tiễn này còn mang theo từng tia lôi điện, để 6 người đông trốn tây nấp, rất là chật vật. Tiên sư nó, nhất định là tiểu tử kia biết tình huống như thế. Lão tử gặp lại được hắn nhất định phải đem hắn xé xác. Diêm Phi Dược ở trên không nhanh chóng né tránh, trong miệng rít gào không ngừng mắng to. Vừa nãy ngũ hành đỉnh nổ tung, Tử Văn Cửu Anh giao thoát vây mà ra, hắn là cái thứ nhất bị trọng thương. Hiện tại cả người máu tươi, nơi nào còn có sức chiến đấu, chỉ là né tránh cũng không kịp. 5 người khác cũng chẳng tốt đẹp gì, bị Tử Văn Cửu Anh giao thoát vây giết trở tay không kịp. Hiện tại lực lượng của 5 người chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ bất bại, nhưng càng ngày càng gian nan. Ở trên biển cùng thủy quái đồng cấp đánh nhau vốn là sự tình liều mạng, huống hồ là Tử Giao bộ tộc nắm giữ chân linh huyết thống. Hiện tại bọn hắn có tâm đào tẩu, nhưng không gian 4 phía đã bị yêu lực của Tử Văn Cửu Anh giao triệt để niêm phong, chỉ có thể khổ sở chống đỡ khổ chiến. Không nghĩ tới Đoàn Việt dĩ nhiên nham hiểm độc ác như vậy, thiệt thòi hắn còn kiếm ra danh tiếng thật lớn. Sớm biết như vậy, ta bất luận làm sao cũng sẽ không để cho hắn gia nhập vào. Sắc mặt Mã Văn Địch âm trầm đáng sợ, ở dưới thủy tiễn cùng lôi điện song trọng công kích, tuy rằng né tránh không ngại, nhưng cũng cực phí chân nguyên. Lâu dài xuống cũng không cách nào chống đỡ. Hàn Nha lão nhân cũng cắn răng nghiến lợi nói. Ta đã sớm biết người này không phải thứ tốt, vì một chút lợi ích, thậm chí ngay cả phẩm đức cơ bản nhất cũng không để ý. Mẹ, hắn không phải là người. Sắc mặt vợ chồng Tư Đồ Tinh cũng tái xanh, trên khuôn mặt tú lệ của Đường Sảo Sảo đều là vết máu, vô cùng chật vật, giọng căm hận nói, oán giận có ích lợi gì, việc cấp bách chính là liên thủ đánh giết súc sinh này, bằng không chúng ta đều phải chết. Mã Văn Địch đồng ý nói. Đã tới lúc này, nếu còn có người muốn giấu giốt, vậy thì chờ chết đi. Diêm Phi Dược trầm giọng nói. Được, nếu mọi người đều liều mạng, vậy ta chắc chắn sẽ không kéo chân chư vị. Những người này từng cái đem khí thế trên người bộc phát ra, nhất thời ép mở yêu khí của Tử Văn Cửu Anh giao, tình thế phát sinh biến hóa cực lớn. Hàn Nha lão nhân cầm trong tay một cái kéo khổng lồ, giải phong đi ra hóa thành hình thái ngạc ngư dài cỡ 3 người, ở trên không trung xì xì nhảy lên, thật giống như vật còn sống, tỏa ra khí tức khủng bố ác liệt, phun ra nuốt vào từng đạo nguyên khí màu xám. Thạch Hoành Tài cũng trợn tròn đôi mắt, hạo nhiên chính khí phá thể mà ra. Sau lưng hắn lẳng lặng hiện ra một thánh nhân hư ảnh, trong hoảng hốt truyền đến thanh âm trăm nhà đua tiếng, độc lập một vùng thế giới. Vợ chồng Tư Đồ Tinh thì hai thanh kiếm hợp hai làm một, một kiếm ảnh to lớn hiện lên ở trên đầu hai người, tỏa ra khí tức màu xanh lam to lớn, đem toàn bộ hải vụ đẩy ra,
phảng phất ở trước thiên hải khảm nạm một khối ngọc thạch to lớn. Mã Văn Địch cùng Diêm Phi Dược cũng từng người sử dụng tới tuyệt chiêu, hai bên trái phải đứng ở phía trên Tử Văn Cửu Anh Giao, một cái trên người tỏa ra kim quang, như liệt nhật hạ phàm, một cái khác là kình thôn nguyên khí, phảng phất như hố đen nuốt chửng nguyên khí xung quanh, hình thành một lực lượng đáng sợ, xoay quanh bầu trời. Sáu người toàn lực mà làm, nhất thời đem Tử Văn Cửu Anh Giao vây ở trong hải thiên, trên không không thể trùng thiên, dưới không cách nào vào biển, rít gào liên tục dãy giụa. Ở phía xa Lý Vân Tiêu lạnh rên một tiếng, miệt thị nói. Một đám ô hợp, nếu thời điểm thất tinh diệu nhật phá vỡ liền đồng tâm hiệp lực như vậy, sao sẽ rơi vào mức độ này? Quả nhiên là đồng đội ngu như heo đáng sợ nhất a. Đoàn Việt Tĩnh Dưỡng ở bên cạnh cũng cảm nhận được khí tức to lớn ở xa xa, liên tục cười lạnh nói. Sáu người này không có chỗ nào mà không phải là cáo giả, đều hy vọng người khác xuất thủ trước, mình chiếm tiện nghi. Lần này coi như có thể giết chết Tử Văn Cửu Anh Giao, sợ cũng đủ cho bọn họ uống một bình. Lúc này hắn không nhịn được hỏi. Vừa nãy ngươi cho ta dùng đan dược gì? Vết thương trên người đã tốt thất thất bát bát rồi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu khẽ biến, đầy mắt đều là vẻ nghi hoặc ngóng nhìn xa xa, đột nhiên một loại cảm giác không yên dâng lên đầu. Hắn đem thần thức khuếch tán ra, nhưng không thu hoạch được gì, nhưng loại cảm giác bất an dị thường kia, là chân thực hiện lên ở trong lòng như vậy. Lấy tu vi hồn lực của hắn bây giờ, loại bất an này chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Hơi rắc rối rồi, đến cùng sẽ là nguy hiểm gì? Thậm chí ngay cả thần thức của ta cũng cảm giác không ra, chẳng lẽ còn có động vật biển càng mạnh hơn xuất hiện? Lý Vân Tiêu tự lẩm bẩm, sắc mặt ngưng trọng nói. Lão Đoàn, làm tốt chuẩn bị bất cứ lúc nào chạy trốn, sự tình sợ có biến. Có biến? Đoàn Việt không tìm được manh mối nói. Tình huống bây giờ không phải rất tốt sao? Hết thảy đều ở trong dự liệu của ngươi. Lời nói của hắn đột nhiên dừng lại, còn người áp xúc, ngơ ngác hướng về xa xa nhìn tới, một luồng sức mạnh to lớn đột nhiên hiện lên ở phía chân trời, đem khí tức của sáu người Mã Văn Địch cùng Tử Văn Cửu Anh Giao toàn bộ ép xuống. Loại khí tức mạnh mẽ kia cách xa nhau như vậy cũng truyền tới. Ở chỗ đám người Mã Văn Địch, đột nhiên hiện ra một huyền phù chiến xa to lớn, một bóng người lẳng lặng đứng ở phía trên. Lạnh lùng nhìn phía dưới, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Chỉ thấy tay hắn vồ một cái, một binh khí như quỷ trảo ở trên không trung phóng to ra, bị xích sắt to lớn nối liền, ở trên không trung phát sinh tiếng đinh đương vang. Quỷ trảo kia uy thế kinh người, sau khi hạ xuống đột nhiên trảo tới, trong lòng sáu người đều chấn động mạnh, thật giống như không gian cũng bị nó chộp vào lòng bàn tay, một luồng sức mạnh to lớn lan ra. Tử Văn Cửu Anh Giao thì trực tiếp bị quỷ trảo lấy ra. Không cam lòng liều mạng dẫy giụa, bị nam tử kia kéo tới. Ha ha, quả nhiên là Tử Văn Cửu Anh Giao. Trong mắt nam tử kia tỏa ra ánh sao, sau khi Tử Văn Cửu Anh Giao bị huyền binh của hắn nắm được, liền kịch liệt thu nhỏ lại, bị bắt vào trong tay hắn nhất thời biến mất không còn tăm hơi, cũng không biết bị hắn dùng loại huyền khí nào cất đi. Chi? Sáu người phía dưới đều giận dữ, từng cái mở to hai mắt. Nhưng trên người nam tử tản mát ra khí tức mạnh mẽ làm bọn họ giận mà không dám nói gì, huống hồ giờ khắc này sáu người đều trọng thương. Nhìn thịt mỡ đến miệng dĩ nhiên bay mất, Mã Văn Địch thực sự tức không nhịn nổi, trầm giọng nói, vị đại nhân này, con dao. Cút! Nam tử khẽ nói, miệt thị liếc mắt nhìn hắn, hai mắt ác liệt như đao nhọn rơi thẳng mà xuống, để Mã Văn Địch run rẩy, vội vàng ngậm miệng lại. Ngươi là người của Tinh Túc Tông. Đột nhiên Hàn Nha lão nhân bắn mạnh tinh mang, lạnh lùng nói. Tuy rằng khí tức trên người ngươi có chứa thất túc ý cảnh, nhưng mà như có như không, hẳn vẫn là cửu tinh vũ tông đỉnh cao. Theo ta được biết, cao thủ của Tinh Túc Tông tại Thanh Hải Trấn, ngoại trừ Hứa Phong Vũ Hoàng đại nhân ra, còn có hai vị cửu tinh vũ tông hộ pháp, không biết đại nhân là người nào trong đó. Tên nam tử kia nở nụ cười. Ha ha, Hàn Nha lão quái quả nhiên có chút kiến thức. Không sai. Bản nhân chính là hộ pháp của Tinh Túc Tông tại Thanh Hải Trấn, Hành Nguyên. Thức thời liền cút cho ta, còn có thể lưu lại một cái mạng nhỏ. Không thức thời, khà khà, vị trí vùng biển này làm nơi chôn thây, thật giống như cũng không tệ. Sắc mặt Hàn Nha lão nhân trở nên cực kỳ khó coi, khó nhọc nói. Hành hộ pháp, ta cùng Hứa Phong Vũ Hoàng đại nhân. Được rồi. Hành Nguyên thiếu kiên nhẫn ngắt lời nói, ít theo ta kết giao tình, không lăn vậy thì đi chết đi. Hắn không có dấu hiệu nào trực tiếp đấm ra một quyền phong trực tiếp đánh vỡ không khí,
trong nháy mắt đánh vào trên thân thể Hàn Nha lão nhân không hề phòng bị, trực tiếp đánh xuyên qua một cái lỗ thủng to. Toàn bộ hải vực trong nháy mắt yên tĩnh quỷ dị, tất cả mọi người đều không thể tin tưởng nhìn Hàn Nha lão nhân, một thất tinh vũ tông cường giả, liền không hiểu ra sao uất ức chết như vậy. Hàn Nha lão nhân cũng không thể tin nhìn hang lớn trước ngực kia, rốt cục ở trong tuyệt vọng cùng phẫn nộ từ trên không trung rơi xuống, rơi vào trong biển. Trên mặt biển có một bóng mờ chậm rãi bơi qua, một con cá lớn trực tiếp nuốt thân thể của Hàn Nha lão nhân, lại chìm vào trong biển. Chi! Năm người khác hoàn toàn biến sắc, dồn dập hít vào ngụm khí lạnh. Một cảm giác bất an tử vong hiện lên ở trong lòng, đột nhiên con ngươi của Mã Văn Địch co rụt lại, đem chân khí bạo đến cực điểm, nhanh chóng hóa thành một vệt sáng hướng về phía chân trời bỏ chạy. Lúc này bốn người khác mới dồn dập phản ứng lại, vội vàng nâng chân khí hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Hừ, cho rằng chạy thoát sao? Trên mặt Hành Nguyên hiện ra nụ cười gằn, Mã Văn Địch chạy trốn trước nhất đột nhiên đánh vào trên một nguồn sức mạnh vô hình, bị chấn trở về, hắn ngơ ngác thất sắc, nội tâm kinh hoàng không thôi. Đối phương dĩ nhiên là đã sớm chuẩn bị muốn đem những người mình một lưới bắt hết, như vậy tất nhiên làm tốt các loại hậu chiêu. Hắn kinh nộ, vội vàng rút ra bảo kiếm, điên cuồng hướng trên bức tường vô hình kia chém tới. Hừ, lấy lực lượng hiện tại của ngươi, cũng muốn chém ta. Ở trên hư không, chậm rãi đi ra một bóng người, dễ như ăn cháo giơ tay lên, liền phá giải công kích của Mã Văn Địch. Trên mặt hiện ra vẻ trâm trọng âm lãnh, ngươi là... Mã Văn Địch kinh hãi đến biến sắc, trái tim đột nhiên chìm xuống. Thủ hạ Tinh Túc Tông Hứa Phong Vũ Hoàng Đại Nhân Lý Nguyên Vũ, phụng mệnh tới lấy tính mạng bọn ngươi. Người đến lạnh lùng nói. Cũng trong lúc đó, mấy người bỏ chạy khác cũng dồn dập bị chặn lại. Mỗi người tản mát ra khí tức, đều là Vũ Tông Cường giả hàng thật đúng giá. Hành Nguyên vẻ mặt châm chọc nhìn mấy người biểu hiện tuyệt vọng, cười nhạo nói. Chân phẩm như Tử Văn Cửu Anh Giao, cũng là các ngươi có thể hưởng dụng. Tinh Túc Tông Tông chủ Tinh Tú lão nhân còn có một tháng chính là ngày mừng thọ 500 tuổi, Hứa đại nhân đang lo không bỏ ra nổi thứ tốt. Tử giao yêu đan này vừa vặn bổ dưỡng hạ thân cho lão nhân ra. Mã Văn Địch âm trầm cả giận nói. Tử giao ngươi cầm, vì sao còn muốn giết chúng ta? Trên mặt Hành Nguyên lướt qua một tia sát ý, lạnh lùng nói. Còn không phải vì để tránh cho phiền phức, chư vị đều là Vũ Tông cao thủ, tại Thanh Hải Trấn cũng coi như là nhân vật có máu mặt, Hứa Phong đại nhân cũng không muốn gây phiền toái. Trong con người hắn sát ý lấp lóe, lạnh giọng nói. Lý Nguyên Vũ, nơi này liền giao cho các ngươi, tốc độ giải quyết đi. Bên kia còn có hai con kiến lọt lưới, ta đi thu thập. Thời điểm hắn dứt tiếng, người đã đến hơn 100 mét, hướng về chiến xa của Lý Vân Tiêu nhanh chóng lao đi. Lý Nguyên Vũ lạnh lùng lấy ra một binh khí hình thù kỳ lạ, cười lạnh nói, động thủ đi. Toàn bộ hải vực, nhất thời có mấy vệt sáng vọt lên, trong nháy mắt chiến đấu kịch liệt. Trong mắt Lý Vân Tiêu tinh mang chán động. Cười khổ nói, lần này thật sự xong đời, dĩ nhiên mai phục Vũ Tông đỉnh phong. Hắn nhanh chóng đánh ra mấy cái pháp quyết, hổ vương chiến xa nhất thời khởi động đến tốc độ lớn nhất, hóa thành một ánh hào quang hướng về chân trời bỏ chạy. Sắc mặt của Đoàn Việt cũng căng thẳng, cả người âm trầm đáng sợ. Hắn vốn là thất tinh Vũ Tông, tự nhiên biết tại lục hợp cảnh nội, một tinh một thiên địa, tuy rằng chênh lệch là nhị tinh, nhưng là hồng câu khó có thể vượt qua. Đối phương muốn giết mình dễ như ăn cháo, huống chi thương thế trên người còn chưa khỏi hẳn. Để hắn vạn phần không rõ chính là, Lý Vân Tiêu rõ ràng biết hầu như muốn xong đời, nhưng trên mặt không có kinh hoàng cùng sợ sệt chút nào. Vào lúc này hắn mới chính thức tâm phục khẩu phục, triệt để kính phục lên. Sinh tử trước mắt mà mặt không biến sắc, đây là một loại định lực cùng tu vi thế nào a? Tuy rằng tốc độ của hổ vương chiến xa cực nhanh, nhưng đối với cửu tinh Vũ Tông mà nói, là không đáng một đồng. Tốc độ của Hành Nguyên ở trên biển không bằng Tử Văn Cửu Anh Giao, nhưng truy Vũ Vương chiến xa là dư thừa. Rất nhanh liền đem khoảng cách rút ngắn đến trong một dặm, đuổi theo chỉ là việc thoáng qua. Chú ý! Đột nhiên Lý Vân Tiêu ngưng tiếng nói. Nếu ngươi xúc thế đánh ra một đòn toàn lực, nắm chắc bao nhiêu phần có thể kích thương hắn. Đoàn Việt hơi nhướng mày, trầm tư nói. Nếu như có thể một chiêu chân thật oanh ở trên người hắn, tuy rằng không đến nỗi giết chết, nhưng ít ra cũng có thể trọng thương. Nhưng đối phương làm sao có khả năng đứng đó mặc cho ta đánh? Vậy thì được rồi. Trong mắt Lý Vân Tiêu tinh mang lấp lóe nói. Đợi lát nữa hắn cách chiến xa 10 mét, ta sẽ hạn chế hành động của hắn một sát na,
này chính là thời điểm ngươi ra tay. Chờ thời điểm hắn tiếp cận 100 mét, ngươi liền bắt đầu xúc thế đi. Cái gì? Đoàn Việt giật nảy cả mình, sợ hãi nói. Đối phương là vũ tông đỉnh phong cường giả, ngươi có thể hạn chế hắn một sát na. Có lầm hay không, trong lòng hắn dâng lên sóng lớn, bất luận làm sao cũng không tin, nhưng giờ khắc này đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì hành nguyên đã bước vào trong vòng 100 thước. Khanh! Phương Thiên Họa kích nhất thời hiện lên ở trong tay Đoàn Việt, đôi môi hắn khẽ nhả nói, giải phong. Từng đạo khí tức từ trên Phương Thiên Họa kích lan ra, thể tích chiến kích trong nháy mắt phóng to gấp 3 lần, nổi ở trước người Đoàn Việt, hắn lẳng lặng nhắm hai mắt, một tay nắm chặt chuôi vũ khí, cảm thụ khí tức chung quanh, muốn dựa thế thiên địa quy tắc. Võ giả tu luyện tới cảnh giới nhất định, liền có thể cảm ngộ thiên địa quy tắc, cùng nguyên tố địa, thủy, hỏa, phong tạo thành thế giới tiến hành câu thông, từ đó đạt đến hiệu quả mượn thiên địa tư thế. Lúc trước tại Già Lam học viện, một chiêu phù dung ấn của Lý Vân Tiêu, chính là mượn thiên địa oai. Hổ vương chiến xa là huyền khí có linh, ở dưới Phương Thiên Họa kích thả ra từng trận chiến ý, cũng biến thành loạng choạng, tựa hồ sinh ra một tia sợ hãi. Hừ, ánh nến há có thể cùng nhật nguyệt tranh huy. Đoàn Việt, ta niệm tình thực lực ngươi không tầm thường, chỉ cần ngươi gia nhập tinh túc tông ta, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hành Nguyên vượt không mà đến, cũng cảm nhận được cỗ sức mạnh to lớn kia, nội tâm thầm giật mình không ngớt, thất tinh vũ tông xúc thế đánh ra một đòn toàn lực, coi như là hắn cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Vì vậy trước du thuyết, phá hoại khí thế của đối phương, từ đó ung dung đánh tan. Coi như ngươi không vì mình cân nhắc, vị thiếu niên này hẳn là con riêng của ngươi a. Chí ít ngẫm lại tính mạng của hắn, ngươi là một phụ thân, chẳng lẽ không muốn bảo toàn con trai của mình? 10 mét, bảo toàn con mẹ ngươi, thay ta thăm hỏi nữ tính cả nhà ngươi. Càn khôn chấn hồn, cấm diễn. Lý Vân Tiêu quát một tiếng, trong tròng mắt tuôn ra một đạo tinh mang vô hình, phá không mà đi. Thần thức dĩ nhiên như thật, như trên mặt nước bình tĩnh ném vào một cục đá, từng vòng lan tỏa ra, toàn bộ không gian ở dưới một đạo thần mang kia, dĩ nhiên trở nên hơi vặn vẹo lên. Hành Nguyên kinh hãi, đầu óc phù, một hồi, nhất thời hai con ngươi màu đỏ ngòm hiện lên ở trên bầu trời, yêu dị theo dõi hắn. Chi? Đột nhiên trong lòng hắn hoảng hốt, dĩ nhiên là ảo thuật. Tiểu tử này là người nào? Dĩ nhiên có thể để cho mình trúng thuật. Hắn đã không nhớ rõ bao nhiêu năm chưa từng trúng qua ảo thuật, loại thủ đoạn mà từ trước đến giờ hắn rất xem thường. Trò mèo, chỉ là ảo thuật, há có thể làm gì cửu tinh vũ tông? Thiên địa vô cực, thần lôi thánh trưởng, phá cho ta, phá, phá, Hành Nguyên nói liền 3 chữ phá, điên cuồng nổ ra mấy trưởng, toàn bộ bầu trời vặn vẹo trong nháy mắt khôi phục như cũ, màu sắc mờ mịt cùng hai con người yêu dị cũng biến mất không còn. Toàn bộ hải vực một mảnh thanh minh. Thế nhưng, bầu trời mới vừa khôi phục bình thường lần thứ 2 vặn vẹo lên, là bị một luồng sức mạnh khổng lồ bao phủ, thật giống như không gian cũng bị đè ép xuống. Ở trung tâm bao phủ, một chiến kích to lớn tỏa ra chiến ý ngập trời, từng ngọn lửa màu trắng phảng phất từ trong hư không vô tận thiêu đốt đến, phá không mà xuống. Bạch diễm quỷ sát, lục cực chiến kích. Một đòn toàn lực của thất tinh vũ tông. Lý Vân Tiêu ở trong nháy mắt ảo thuật bị phá, phun ra một ngụm máu tươi. Nhất thời tâm thần chấn động mạnh, bị thần thức phản phệ, lần thứ 2 phun ra mấy ngụm máu tươi, lúc này sắc mặt mới hết sức trắng xám té lăn trên đất. Lấy hồn lực của hắn, có thể tê liệt cửu tinh vũ tông một sát na, đã là chuyện hết sức may mắn. Trước đó hắn cũng không tin tưởng vững chắc, nhưng cũng may Hành Nguyên không phòng bị, ở dưới một đòn tàn nhẫn nhanh chuẩn kia, bị hắn kéo vào ảo cảnh. Nhưng mình cũng chịu đến thương tổn rất lớn. Đoàn Việt, ta tất đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hành Nguyên bị nhấn chìm dưới một đòn kinh thiên, đại vực cũng bị một luồng sức mạnh khổng lồ kia xúc động ra một cột sóng kinh người phóng lên trời, đánh tan toàn bộ sương mù mông lung, có tư thế rời sông lấp biển. Hành Nguyên bị sóng biển vọt lên đánh vào trong biển, cảm giác trong cơ thể hầu như muốn vỡ ra, thân thể càng là bị thương không ra hình thù gì. Hắn vội vàng lấy ra một viên đan dược nuốt vào, trong mắt tất cả đều là đau lòng cùng thù hận. Mặc dù trọng thương, thế nhưng thần thức vẫn khóa chặt đối phương. Chỉ trong tích tắc, hai người cưỡi hổ vương chiến xa đã chạy mấy chục dặm. Hắn mạnh mẽ cắn răng, kéo thân thể trọng thương lần thứ 2 ra tốc truy đuổi. Hắn dám khẳng định, một đòn lúc nãy của Đoàn Việt có thể sánh ngang bát tinh vũ tông, giờ khắc này tất nhiên cũng hết sức suy yếu. Tuy rằng mình bị tổn thương chân nguyên, nhưng chỉ cần đuổi tới, tất nhiên có thể đổ hai run dế kia.
Hơn nữa vừa nãy ăn vào là thánh dược chữa thương cấp 6, thương thế trong cơ thể trong nháy mắt liền được ổn định. Kia là hắn tiêu tốn cái giá cực lớn mới cầu đến, bây giờ suy nghĩ một chút liền hối hận đến cực điểm, nên giữ lại sau đó lại dùng. Lúc trước trọng thương không hiểu rõ liền ăn đi, giờ khác này còn một trận thịt đau. Nhưng đuổi trong chốc lát, đột nhiên hắn biến sắc, mình vẫn khóa chặt hai người, dĩ nhiên ở phía trước biến mất không còn tăm hơi. Loại biến mất này không phải thoát ly phạm vi thần thức, mà là bỗng dưng, đột nhiên không gặp. Xảy ra chuyện gì? Hành Nguyên cả kinh, trong lòng kinh nghi bất định nói, lẽ nào bọn họ phá tan không gian chạy mất? Ngoá, làm sao có khả năng? Chẳng lẽ lại là ảo thuật? Đột nhiên hắn đánh ra một chưởng, lại ra tốc xung kích tới, rất nhanh liền tiến vào một vùng biển, bị yên vụ bao phủ, mắt không thể nhìn, ngay cả phạm vi thần thức cũng cực kỳ có hạn. Đây là... Hành Nguyên cẩn thận từng ly từng tí một dùng tay phá hải vụ, hơi có cảm giác khác thường, sắc mặt hắn cười lạnh nói, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng phải chết. Vèo, một tiếng liền trực tiếp bay vào, lấy thần thức cực kỳ có hạn siêu tầm. Dần dần, hắn liền cảm giác được không đúng, mảnh sương mù này tựa hồ vô cùng vô tận, tuyệt không giống như là phổ thông hình thành. Hắn ở Thanh Hải trấn cũng hỗn không ít năm, đối với hơn 10.000 dặm lãnh hải đều rõ như lòng bàn tay. Xưa nay không biết nơi này dĩ nhiên có một mảnh sương mù kỳ quái như thế. Rốt cục, sau thời gian uống cạn chén trà, ở trên mảnh sương mù này bắt đầu hiện ra điểm điểm bụi mù màu phấn hồng, xen lẫn trong sương mù, hắn mới hoàn toàn biến sắc, thất thanh nói, thải hồng sương mù. Lần này hắn mới thật sự sợ rồi, tuy rằng thải hồng sương mù thần kỳ, nhưng hắn cũng trải qua, biết tình hình trong đó. Dưới tình thế cấp bách, vội vàng thu nạp thần thức trở về, khuếch tán ở quanh thân. Hình thành một đạo phòng hộ hồn lực, đem bụi mù kia cách ly ở bên ngoài. Giờ khắc này Lý Vân Tiêu cùng Đoàn Việt cũng khổ không thể tả, hai người liều mạng chạy trốn, nhưng trong lúc vô tình xông vào chỗ bọn họ nguyên bản cần đến, thải hồng sương mù. Nếu Lý Vân Tiêu không bị thương còn tốt, dựa vào thần thức của hắn, muốn ở trong đó mở ra một con đường tuy rằng không phải dễ như ăn cháo, nhưng cũng không đến nỗi quá khó. Nhưng hiện tại hồn lực của hắn tiêu hao hết, cả người phảng phất bị hút không. Mềm mại nằm trên chiến xa. Lần này hoàn toàn dựa vào Đoàn Việt mạnh mẽ đẩy ra một đạo phòng ngự hồn lực, đem những bụi mù kia ngăn cản ở ngoài. Nếu là một mình hắn, tuy rằng không đến nỗi ở trong đó mở ra con đường, thế nhưng tự vệ là không thành vấn đề, bát quá hiện tại còn phải chăm sóc Lý Vân Tiêu, nhất thời có vẻ hơi vất vả lên. Ha ha, tiểu tử, cả ngày một bộ cao cao tại thượng, hiện tại cuối cùng cũng coi như xẹp đi, ta xem ngươi còn điêu cái mao. Đột nhiên Đoàn Việt cười to, nhìn dáng vẻ ấy của Lý Vân Tiêu, mặc dù mình cũng chống đỡ khổ cực, nhưng trái lại cao hứng lên. Hắn dùng hết chân nguyên kích phát một đòn toàn lực, cả người cũng triệt để thoát lực, nhưng cũng may thần thức không tổn hại. Hai người một cái hết sạch hồn lực, một cái hết sạch nguyên lực, đều mệt mỏi ngồi phịch ở trên chiến xa không nhúc nhích, tùy ý chiến xa ở trong hư không trôi nổi đi. Lý Vân Tiêu nằm trên mặt đất khổ không thể tả, mới không thèm để ý hắn. Nếu giới thần bi ở trên người, tất nhiên có thể khôi phục càng nhanh hơn, giờ khắc này chỉ có thể yên lặng quan tưởng đại diễn thần quyết, thoải mái ý thức hải khô cạn, hắn biết dựa vào hồn lực của Đoàn Việt, muốn giữ gìn hai người là cực kỳ khó khăn. Hơn nữa thời gian thải hồng sương mù này xuất hiện đều không xác định, nếu lần này tản đi, lần sau liền không biết phải đợi tới khi nào. Vì lẽ đó nhất định phải mau chóng khôi phục, sau đó tìm tới con đường có côn ngô thần thụ chính xác. Này, ta nói tiểu tử. Ta vẫn là rất khâm phục ngươi. Ngươi đến cùng là thuật luyện sư mấy cấp, sẽ không phải là cấp 4 chứ. Đoàn Việt thấy Lý Vân Tiêu không để ý tới hắn, cũng không ngại, một mình lầm bầm lầu bầu lên. 15 tuổi thuật luyện sư cấp 4, cha cha, coi như là thiên hương đế quốc La Khắc đại sư, cùng hỏa ô đế quốc Dương Địch đại sư, cũng không có thiên phú như vậy. Ngươi đến cùng là thế lực nào bồi dưỡng ra được? Lý Vân Tiêu thoáng khôi phục hồn lực. Liền gian nan từ trong giới chỉ lấy ra một ít đan dược ăn như ăn cơm. Lúc trước hồn lực tiêu hao hết, hắn ngay cả nhẫn chứa đồ cũng không mở ra, nhìn thấy vẻ mặt Đoàn Việt ngạc nhiên, hắn hừ lạnh nói, người thân là thất tinh vũ tông, sẽ không ngay cả một ít đan dược khôi phục nguyên khí cũng không có chứ. Đoàn Việt nuốt ngụm nước miếng, cười khổ nói. Ta thân là độc lai độc vãng, dựa vào săn giết động vật biển đổi lấy tài nguyên, nơi nào có thể so sánh với những thuật luyện sư các ngươi. Từng cái phú khả địch quốc. Ngay cả hổ vương chiến xa cũng có một đống lớn, đan dược phổ thông càng là ăn như đậu.
trên người ta chỉ có mấy viên thuốc chữa thương cấp 4. Cùng bước, Lý Vân Tiêu giơ ngón tay giữa lên, mạnh mẽ khinh bỉ một câu, liền nhắm mắt lại bắt đầu điều tức. Này này, người có nhiều đan dược như vậy, liền cho ta chút hít khôi phục nguyên khí đi. Ngược lại hiện tại ngươi cũng không dùng được. Đoàn Việt bị hắn mắng trong lòng không thoải mái, lấy ra mấy viên thuốc chữa thương cấp 4 muốn ăn lại không nỡ, thêm vào mình là tiêu hao hết nguyên khí, không phải bị thương gì, nuốt xuống cũng vô dụng. Lúc này mới không nhịn được hỏi Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu hơi mở mắt, hừ nói. Không dùng được thì không thể giữ lại sao? Muốn có thể, đem đồ vật tới đổi. Ta móa, không phải chứ? Đoàn Việt mạnh mẽ chừng con ngươi, mắng. Dù sao chúng ta cũng là châu chấu trên một chiếc thuyền, sinh tử quấn lấy nhau, ngươi lại tính toán như thế. Nếu ta có tiền, cũng sẽ không hỏi ngươi. Lý Vân Tiêu nói. Ít theo ta giả nghèo, nếu mỗi ngày săn giết động vật biển, vậy yêu đan của động vật biển tổng sẽ không ít chứ. Yêu đan cấp 4 trở lên, một viên đổi một viên tụ khí hoàn. Sao ngươi không đi cướp? Đoàn Việt cả giận nói. Tụ khí hoàn là đan dược cấp 3 sơ cấp nhất. Dựa vào cái gì đổi nội đan cấp 4? Hơn nữa đan dược cấp 3 đối với ta tác dụng cũng không lớn. Lý Vân Tiêu lườm hắn một cái, lạnh lùng nói. Lúc trước ngươi ăn những đan dược kia, ta còn không lấy tiền của ngươi, có tác dụng hay không, ngươi ăn qua nên rõ ràng đi. Đoàn Việt một hồi ách ngữ, lúc trước dùng những thuốc chữa thương kia xác thực là cấp 3, nhưng hiệu quả so với đan dược cấp 4 trên người hắn thu gom còn tốt hơn. Hắn ngượng ngùng nói, vậy cũng không thể quý như thế chứ. Ta ra biển một lần nhiều lắm săn giết mười mấy con thủy yêu, nhưng phải hơn tháng thời gian. Hơn nữa thủy yêu cấp 4 cũng không nhiều. Hừ, ta luyện chế một viên đan dược còn cần mấy ngày đây. Đổi thì đổi, không đổi liền câm miệng, không có thời gian cãi cọ với ngươi. Lý Vân Tiêu mắng một câu, liền nhắm mắt điều tức, không để ý đến hắn nữa. Đoàn Việt ăn cái bế môn canh, phiền muộn suy nghĩ một trận. Mới từ trên người móc ra một cái túi đựng đồ, đau lòng liếc mắt nhìn, sau đó mới ném qua nói, tổng cộng 76 viên yêu đan cấp 4, đổi 100 viên tụ khí hoàn của ngươi. Sẽ không ngay cả chút ít chênh lệch giá như thế cũng theo ta tính toán chứ. Lý Vân Tiêu đếm một lần, cũng ném ra một cái túi đựng đồ. Đoàn Việt tiếp nhận nhìn, suýt chút nữa tức giận đến té xỉu, vừa vặn 76 viên tụ khí hoàn, một viên không nhiều một viên không ít. Hắn tức giận đến xoay người. Quay lưng về phía Lý Vân Tiêu ngồi xuống, đem tụ khí hoàn ném vào trong miệng. Thế nhưng trên người vẫn nỗ lực tạo ra hồn lực đem hai người bao phủ trong đó. Hai người cứ như vậy khôi phục thực lực, cũng không biết hổ vương chiến xa ở trong thải hồng sương mù bay bao lâu, bụi mù hồng nhạt dần dần trở nên ít ỏi, sương mù cũng chậm chậm tan ra. Sau một thời gian ngắn, bầu trời dần dần sáng lên, hai người hơi mở mắt ra, chỉ thấy bầu trời sáng sủa, hải vực một màu, dị thường yên tĩnh. Đoàn Việt đứng lên, nghiêm nghị nhìn vùng biển này, sau một lúc mới trầm giọng nói, nơi này đã không phải hải vực của Thanh Hải Trấn. Lý Vân Tiêu cũng nâng mí mắt, quay đầu lại liếc mắt nhìn thải hồng sương mù bắt đầu tiêu tan, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Không phải vừa vặn sao, loại thải hồng sương mù cố định này, đường hầm không gian cũng cố định, nếu chúng ta có thể đi ra, chứng minh nơi này chính là địa phương nắm giữ Côn Ngô thần thụ, Đoàn Việt kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Thấy trên mặt hắn hồng hào, kinh ngạc nói, ngươi đã khôi phục. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Không kém bao nhiêu đâu, sớm biết tình nguyện không khôi phục. Tại sao? Đoàn Việt giật mình không thôi, hồn lực của thuật luyện sư sau khi tiêu hao cần rất lâu mới có thể khôi phục. Đây là nhận thức chung, hắn cũng biết đến, nhưng lúc này mới bao lâu? Hắn nhất thời đem công lao quy kết đến Lý Vân Tiêu dùng những đan dược kia, lúc này mới thoải mái. Sao tình nguyện không khôi phục? Trong con người Lý Vân Tiêu tinh mang lấp lóe nói. Bởi vì thần thức của ta vừa mở, liền phát hiện chúng ta đã bị vây quanh. Vô tri thức là phúc a, người xem người cái gì cũng không biết, dáng vẻ rất hài lòng a. Chi? Đoàn Việt sợ hết hồn, ngơ ngác nhìn bốn phía, một vùng biển dị thường yên tĩnh, ngay cả một tia gió biển cũng không có, mơ hồ có chút cảm giác bị đè nén, nhưng không có phát hiện bất kỳ tung tích địch nhân. Bất quá bây giờ hắn đối với năng lực của Lý Vân Tiêu đã vạn phần khâm phục, đem cảnh giác nâng tới cao nhất, dị thường cẩn thận. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Thả lỏng chút, chống lại cũng không có tác dụng. Tất cả bọn họ đều ở đáy biển, nơi này hẳn là cách đất liền rất xa, chúng ta tiến vào lĩnh vực của một bộ lạc hải tộc nào đó. Hắn mới vừa nói xong,
trên mặt biển từng cái bọt nước nổ tung, thật giống như đạn pháo liền oanh, ở trên mặt nước nổ ra từng cái hố, hơn trăm tên hải tộc dồn dập phá tan mặt biển bay lên trời, thoáng qua liền lít nha lít nhít vây quanh không biết bao nhiêu người, đem toàn bộ hổ vương chiến xa bao vây chặt chẽ. Đoàn Việt xem trợn mắt ngoác mồm, những hải tộc này tất cả đều đứng lơ lửng trên không, dưới chân mỗi người bọn họ đều dẫm một bong bóng to lớn, tựa hồ có thể tùy tâm khống chế. Lúc này mới để Đoàn Việt thở phào nhẹ nhõm, ban đầu hắn xem mấy trăm người này đứng lơ lửng trên không, còn tưởng rằng mấy trăm vũ tông cường giả, suýt chút nữa dọa phá trái tim. Nhân loại đáng chết, còn dám đến đây. Ở trong mấy trăm tên hải tộc, một nam tử thân hình khá nhỏ đứng ở chính giữa lạnh lùng nói. Hình thể bên ngoài của bọn họ cùng nhân loại khác biệt không lớn, nhưng trên cánh tay nhiều hơn một chút vảy, sau đầu càng là có thêm một khối vây cá nhổng lên thật cao. Các ngươi bó tay chịu trói, hay là muốn chúng ta động thủ? Trên người tên hải tộc này tản mát ra khí tức đạt đến trình độ ngũ tinh vũ tông, tuy rằng Đoàn Việt không e ngại, nhưng nhân số của đối phương thực sự quá nhiều, cũng không có ít hải tộc cấp vũ tông chia đứng ở trong đó, không dưới 10 vị. Lý Vân Tiêu hít một hơi, lớn tiếng nói. Chư vị đại nhân thứ lỗi, chúng ta chỉ là thời điểm thoát thân trong lúc vô tình tiến vào hải vực, cũng không phải tự tiện xông vào, mong rằng chư vị đại nhân minh giám. Hừ, còn muốn ngụy biện, huống hồ không quan tâm các ngươi là làm sao đến, chỉ cần là tự ý tiến vào lĩnh vực của hỏa ngư tộc ta, phải bó tay chịu trói, để tộc trưởng hỏa ngư tộc ta xử lý. Trong đôi mắt nam tử kia hàn khí lấp lóe, một cái đinh ba nhấc lên cao cao, tựa hồ dự định một lời không hợp, liền muốn động thủ. Lý Vân Tiêu nhìn hơn 100 tên hỏa ngư tộc đằng đằng sát khí, cũng là mồ hôi lạnh tràn trề, những hải tộc này trong lúc đó đấu tranh hết sức lợi hại, sát khí rất nặng, căn bản không giảng đạo lý. Đặc biệt thời điểm đối xử nhân loại, càng là không hỏi đúng sai phải trái liền hạ sát thủ, này rất bình thường. Bằng không lúc trước hắn cũng sẽ không bị tứ hải vương tộc cùng ba gia truy sát, một đường giết hết 8.000 dặm hải vực, máu nhuộm đại hải. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lý Vân Tiêu ngượng ngùng cười làm lành nói. Chư vị đại ca, chúng ta tuyệt không ác ý, tự nguyện chịu trói, nhưng làm sao cũng phải lưu cho chúng ta một cái mạng nhỏ a. Hắn cùng Đoàn Việt nhất thời từ bỏ ý nghĩ chống lại, tùy ý người hỏa ngư tộc tiến lên đem hai người bọn họ trói lại. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng giãy giụa một hồi, phát hiện dây thừng này không biết là lấy gân thủy quái nào chế thành, có giãn rất lớn, căn bản chấn không đứt. Hừ, coi như các ngươi nghe lời. Đợi lát nữa có thể lưu các ngươi toàn thây. Nam tử kia cười lạnh nói. Đi, dẫn bọn họ đi gặp tộc trưởng. Hai người nhất thời bị mang vào đáy biển. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói, toàn thây. Này này, không phải chứ. Chúng ta bó tay chịu trói còn muốn giết. Các ngươi không hề có một chút tín dụng à. Một tên hỏa ngư tộc lấy ra hai viên hạt châu trực tiếp nhét vào trong miệng bọn họ. Vừa vào đại hải, nhất thời một loại cảm giác khác thường truyền đến. Dĩ nhiên như trên mặt đất. Có thể hô hấp nói chuyện bất cứ lúc nào. Hai người thế mới biết, cho bọn họ dùng chính là tị thủy châu, một loại bảo bối có thể để cho sinh vật trên đại lục ở trong nước tự do hành động. Lý Vân Tiêu hơi kinh ngạc, nếu bọn họ muốn giết hai người mình, vì sao còn cho dùng bảo bối bực này? Tị thủy châu ở trong nhân loại cực kỳ hiếm thấy, giá cả không rẻ. Tuy rằng ở trong hải tộc có lượng lớn, nhưng cũng không cần thiết lãng phí. Nhưng Đoàn Việt lại có vẻ bình tĩnh lên. Tựa hồ cùng lúc trước có chút không giống, trong mắt không hề lay động, tựa hồ trong lòng có tính toán. Lý Vân Tiêu nhìn dáng vẻ của hắn hơi run run, thật giống như có ngộ ra. Mấy trăm tên hỏa ngư tộc áp giải hai người bơi không biết bao lâu, bọn họ ở dưới đáy biển tốc độ cực nhanh, so với võ tông cường giả phi hành trên không trung còn nhanh hơn rất nhiều. Nhưng tựa hồ bọn họ đối với huyền khí cũng không có hiểu rõ quá lớn, dĩ nhiên không có đoạt lại nhẫn chứa đồ của hai người. Hơn nữa hơn 100 hỏa ngư tộc còn đẩy bộ hổ vương chiến xa kia, theo mặt sau đi tới. Đại ca, các ngươi đây là muốn mang chúng ta đi đâu? Tại sao phải giết chúng ta chứ? Cái gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, mọi người gặp mặt tức là duyên phận, làm bằng hữu a. Lý Vân Tiêu quay về tên nam tử hỏa ngư tộc ngũ tinh vũ tông kia cười bồi nói. Bằng hữu. Tên hỏa ngư tộc kia lộ ra vẻ trào phúng. Khinh bỉ nói, nhân loại các ngươi cũng xứng cùng hải tộc chúng ta làm bằng hữu. Ngươi vẫn đúng là biết cất nhắc mình. Nội tâm Lý Vân Tiêu thầm mắng không ngớt, cất nhắc muội muội ngươi. Nếu như không phải bị các ngươi bắt, tên ngốc mới cùng những đầu cá như các ngươi làm bằng hữu, đệt. Nhìn dáng dấp của các ngươi,
sau này lão tử là ăn không nổi đầu cá, mẹ, thật buồn nôn. Cái gọi là đưa tay không đánh mặt người cười, tuy rằng tên hỏa ngư tộc kia xem thường nói chuyện với Lý Vân Tiêu, nhưng nhìn hắn một mặt cười làm lành, không khỏi đối với mình thân là hải tộc có một loại cảm giác ưu việt, tựa hồ đối với nhân loại này không phải chán ghét như vậy, dĩ nhiên kiên trì nói chuyện. Lúc trước có một tên nhân tộc cường giả xông vào lĩnh vực hỏa ngư tộc ta, đả thương 3 vị đầu lĩnh, hiện tại toàn tộc trên dưới tức giận, tộc trưởng đã hạ lệnh nhất định phải bắt lấy tên nhân loại kia. Chúng ta ở nơi này đã mấy trăm năm chưa từng thấy tung tích nhân loại, làm sao có khả năng một lần xuất hiện vài tên, muốn nói các ngươi cùng người lúc trước kia không liên quan, hừ hừ, đánh chết ta cũng không tin. Mẹ, dĩ nhiên chịu oan ức cho Hành Nguyên. Lý Vân Tiêu cả giận nói. Đương nhiên là có quan hệ. Hỏa ngư đại ca, ta cùng người kia có thù không đợi trời chung, hiện tại hắn làm sao? Có bị thương không? Tên hỏa ngư tộc kia hoài nghi đánh giá hắn vài lần, hừ lạnh nói, ở dưới 3 vị đầu lĩnh liên thủ, đương nhiên là cong đuôi đào tẩu. Cũng bị thương nặng, phỏng chừng đang trốn ở nơi nào đó chữa thương. Có thể đem Hành Nguyên kích thương, hơn nữa mình cũng bị thương, xem ra 3 đại đầu lĩnh này cũng chỉ là bát, cửu tinh vũ tông. Chỉ là không biết tộc trưởng của bọn họ thực lực làm sao. Chỉ cần không có vũ hoàng cao thủ, đào tẩu vẫn có hy vọng. Chờ xem bọn họ dở trò quỷ gì, nếu như có thể không động thủ, tự nhiên là tốt nhất. Đại ca, hỏa ngư tộc các ngươi là cấp hải tộc nào ha? Lý Vân Tiêu dò hỏi. Hắn biết bởi vì hải tộc quá mức khổng lồ, cụ thể có bao nhiêu ngay cả tứ hải chi vương cũng khó mà tính toán, nên căn cứ thực lực bộ tộc, đem các đại hải tộc chia làm 7 đẳng cấp, dễ dàng cho quản lý. Trong hải tộc cường đại nhất chính là tứ hải cộng chủ Tam Gia, chính là tồn tại đỉnh cao nhất, bị tôn làm thần linh, không có cấp bậc, địa vị cực kỳ thần thánh, thậm chí còn trên thánh vực thần đô của nhân loại. Đầu tiên đệ nhất cấp chính là tứ hải vương gia, do tứ đại hải tộc thế gia quản lý. Phân biệt là Nghiễm, Khâm, Thuận, Nhuận tứ gia, cũng gọi là S cấp, thuộc về siêu cấp thế lực. Ngoại trừ tứ hải vương giả ra, cũng có không ít hải tộc thực lực cũng đạt đến S cấp, nhưng trên danh nghĩa vẫn quy tứ hải vương giả quản lý. Cấp thứ hai là A cấp, trong tộc nhất định phải có 10 tên vũ đế cường giả tọa chấn. Cũng là tồn tại chúa tể một phương. Cấp thứ ba là B cấp, chỉ cần có một tên vũ đế cường giả, liền có thể lên B cấp. Cấp thứ tư là C cấp, cần có vũ tôn cường giả tọa chấn. Cấp thứ năm là D cấp, trong tộc cần có vũ hoàng cường giả. Cấp thứ sáu là E cấp, có vũ tông cường giả là được, tồn tại tương tự như thượng vị phụ quốc của Hỏa Ô đế quốc. Cuối cùng nhất là F cấp, chỉ cần có vũ vương cường giả liền được. Ngoại trừ 7 cấp phân chia này ra, còn có lượng lớn hải tộc khó có thể tính toán ở dưới cấp 7 này, không cho dùng từ hải tộc, toàn bộ gọi chung là hải quân. Nói thí dụ như, nếu cường giả cao nhất của hỏa ngư tộc chỉ là vũ quân, này liền không cho phép gọi hỏa ngư tộc, chỉ có thể gọi là hỏa ngư quân. Ở trong hải tộc, đẳng cấp là vô cùng nghiêm ngặt. Tuy rằng Đoàn Việt ở Thanh Hải Trấn nhiều năm, thế nhưng hơn 10.000 dặm hải vực phụ cận Thanh Hải Trấn không có hải tộc chân chính. Hải tộc bình thường đều ở trong biển sâu, cùng đại lục của nhân loại có khoảng cách cực xa. Cho nên đối với đẳng cấp phân chia của hải tộc cũng không rõ ràng lắm, vừa nghe nhất thời nổi lên hứng thú, vỉnh tai lắng nghe. Trong mắt người hỏa ngư tộc kia lóe ra một tia cảnh giác, nhìn vẻ mặt Lý Vân Tiêu thuần khiết non nớt, lúc này mới thư giãn, ngạo nghễ nói. Hỏa ngư tộc chúng ta là đê cấp hải tộc, trong chu vi vạn dặm, duy bộ tộc ta làm đầu. Lý Vân Tiêu hơi thay đổi sắc mặt, thầm nói không tốt. Nếu là đê cấp hải tộc, vậy thì nhất định có vũ hoàng tồn tại, bằng không dựa theo thiết luật nghiêm ngặt của hải tộc, là chắc chắn sẽ không cho phép dùng đẳng cấp linh tinh. Thế nhưng nam tử hỏa ngư tộc này sau khi tự kiêu nói ra, trong mắt lại lướt qua một tia u buồn nồng đậm. Hải tộc đều tương đối đơn thuần, không giống nhân loại tâm cơ thâm trầm, yêu thích che giấu tâm tình của mình. Lý Vân Tiêu hồ nghi nói. Vị đại ca này, có phải là có chuyện gì hay không? Để ngươi sầu lo như vậy, nam tử hỏa ngư tộc cả kinh, nhất thời nổi giận nói, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Chẳng lẽ là muốn thám thính tình báo hỏa ngư tộc ta? Đoàn Việt một mặt hắc tuyến, đúng là tên ngu ngốc, còn thám thính tình báo, nên nói toàn bộ ngươi đã nói hết, còn có cái gì thám thính? Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ giật mình. Đương nhiên không phải, ta là xem vẻ mặt đại ca yêu lo, nhìn mình có thể giúp được gì hay không. Chúng ta có cùng chung kẻ địch, cái gọi là kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Chúng ta đã là bằng hữu a. A, người hỏa ngư tộc kia sững sờ,
chớp to mắt châu, làm sao cũng không hiểu tại sao liền thành bằng hữu. Nhưng lời này nghe thật giống như cũng có chút đạo lý. Lúc này hắn mới thở dài nói, tộc trưởng đại nhân của chúng ta là Nhất Tinh Vũ Hoàng cường giả, đáng tiếc tuổi thọ đã sắp hết. Mà Thiết Phàm đầu lĩnh mạnh nhất gần đây mới lên cấp Cửu Tinh Vũ Tông không lâu, nguyên bản tộc trưởng đại nhân là dự định triển khai bí pháp, dùng tuổi thọ của mình đánh đổi, trực tiếp kéo Thiết Phàm đầu lĩnh lên tới Cửu Tinh đỉnh cao. Hắn nói tới đây, trong mắt nhất thời lộ ra giận dữ, sát khí lăng nhiên nói. Nhưng gần đây xông vào tên nhân tộc cường giả kia, dĩ nhiên đánh Thiết Phàm đầu lĩnh trọng thương. Hiện tại có thể duy trì cảnh giới không rơi xuống cũng đã vạn hạnh, muốn tiếp thu bí pháp hướng Cửu Tinh đỉnh cao Vũ Tông, đã là không thể. Mà Thiết Tâm, Thiết Thủ đầu lĩnh đều chỉ là Bát Tinh Vũ Tông, muốn lên đến Cửu Tinh Vũ Tông, chỉ ít còn cần 50 năm, thậm chí hơn 100 năm, mà lão tộc trưởng đã chờ không được lâu như vậy. Trong mắt người Hỏa Ngư tộc lộ ra vẻ sầu lo, đau lòng nói. Nếu Thiết Phàm đầu lĩnh không thể ở trước khi lão tộc trưởng qua đời đột phá đến Vũ Hoàng, như vậy toàn bộ Hỏa Ngư tộc chúng ta liền rơi xuống đến E cấp. Đây là sự tình mà bất kỳ một tên tộc nhân nào của Hỏa Ngư tộc cũng khó có thể tiếp thu. Chúng ta nhất định phải nắm lấy tên nhân loại cường giả kia, đem hắn chém thành muôn mảnh. Đoàn Việt nghe mà một mặt hắc tuyến, thầm mắng đồ con lợn, mấy câu nói liền đem hết thảy tình huống của Hỏa Ngư tộc nói ra. Những hải tộc này thật là ngu. Nhưng mà trong mắt Lý Vân Tiêu tinh mang lấp lóe, Thiết Phàm gì kia là Cửu Tinh Vũ Tông, thêm vào hai tên Bát Tinh Vũ Tông, đều bị đánh thành trọng thương, xem ra trận chiến này xác thực rất khốc liệt. Mặc dù Hành Nguyên là Cửu Tinh đỉnh cao, nhưng bản thân bị Đoàn Việt đánh trọng thương, không thể ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy khỏi hẳn, sau trận chiến kia tất nhiên cũng trọng thương không nhẹ. Mà ba đại đầu lĩnh của Hỏa Ngư tộc đều bị thương, mạnh nhất cũng chỉ có Thất Tinh Vũ Tông. Lãnh tụ trụ cột duy nhất chính là tên Vũ Hoàng tộc trưởng kia. Nội tâm Lý Vân Tiêu không ngừng tính toán, rất nhanh hai người liền bị áp giải đến địa bàn của Hỏa Ngư tộc, vô số kiến trúc xuất hiện ở dưới đáy biển, tộc nhân của Hỏa Ngư tộc ở trong đó qua lại du đãng, thật giống như đi tới một tòa thành thị nhân loại. Lý Vân Tiêu còn tốt, nhưng Đoàn Việt là lần thứ nhất nhìn thấy tình cảnh như thế, xem mà trợn mắt ngoác mồm. Hắn ở Nam Hải lăn lộn hơn nửa đời người, xưa nay cũng không biết nguyên lai hải tộc là sinh hoạt như vậy. Còn tưởng rằng như thủy quái, cả ngày bơi qua bơi lại khắp nơi tìm thức ăn. Rất nhiều nam nữ già trẻ của Hỏa Ngư tộc, chủ yếu là người già trẻ em, đều cõng lấy một cái gùi, bên trong bày đặt một loại thủy tinh màu tím, ở trong thành đi tới đi lui. Còn có một chút hải tộc hình dạng khác cũng ở trong đó, tựa hồ đang làm việc vô cùng bận rộn. Lý Vân Tiêu nhìn dáng dấp của Đoàn Việt như nhà quê vào thành, cười nhạo giải thích. Những thủy tinh màu tím kia gọi là nguyên tinh. Tương tự như nguyên thạch của nhân loại chúng ta, là đồ vật mà hải tộc dùng để tu luyện. Bởi vì đáy biển tài nguyên quá mức phong phú, bình thường hải tộc đều căn bản không lo ăn mặc, bọn họ tựa như tông môn thế lực của nhân loại chúng ta, mỗi ngày chuyện quan trọng nhất chính là tu luyện. Mà người già trẻ em thì lại phụ trách công tác vận chuyển nguyên tinh. Ngươi thấy những hải tộc hình thù kỳ quái kia không, là một ít bộ tộc nhỏ yếu khác, bị Hỏa Ngư tộc điều động. Đoàn Việt nghe mà mê mẩn. Nhưng vẫn biểu lộ ra một mặt xem thường, hừ nói. Lão tử ở Thanh Hải trấn lăn lộn hơn nửa đời người, những thưởng thức này còn không biết sao. Còn cần ngươi nói, Hỏa Ngư tộc kia giật mình không nhỏ. Không nghĩ tới ngươi đối với hải tộc chúng ta cũng có hiểu biết nhất định. Rất nhanh, mọi người dồn dập hạ xuống trong thành trì. Tên Hỏa Ngư tộc kia hiển nhiên là đầu lĩnh của lần hành động này, hắn chỉ vào chiếc hổ vương chiến xa kia nói, chiếc xe này rất tốt. Đưa đến chỗ Thiết Phưu đi, cho hắn dùng vận chuyển nguyên tinh, một lần có thể bằng mấy trăm nhân công vận chuyển. Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi, chiếc hổ vương chiến xa cuối cùng cũng ra đi. Hỏa Ngư tộc này đối với hai người bọn họ nói. Các ngươi theo ta đi gặp tộc trưởng, nếu thật có thể nói rõ không phải đồng bọn của người kia, tộc trưởng có thể tha các ngươi một mạng cũng khó nói. Một đường lại đây, cùng Lý Vân Tiêu nói chuyện một quãng thời gian, cũng hơi có chút hảo cảm. Tựa hồ không có kiên quyết muốn giết bọn hắn như vậy. Bởi hai người bị gân thủy quái cột, tên Hỏa Ngư tộc này cũng không sợ hai người chạy, một mình nắm bọn họ hướng về một tòa cung điện lớn nhất lao đi. Thủ vệ hai bên dồn dập lùi qua hai bên hành lễ, có thể thấy được tên Hỏa Ngư tộc này ở trong tộc địa vị rất cao. Cung điện Hỏa Ngư tộc hầu như là nhái kiến trúc của nhân loại, chỉ có điều bên trong có lượng lớn san hô chân bảo đẹp đẽ, cùng các loại đồ vật sáng lên lấp lóa. Vì lẽ đó có vẻ đẹp hơn rất nhiều. Ở trên đại điện, điêu khắc một đồ đằng hình lửa, cực kỳ yêu dị.
Lý Vân Tiêu hơi cảm thấy kỳ quái, bình thường hải tộc đều kỵ hỏa, không hiểu tại sao hỏa ngư tộc lại có hỏa diễm đồ đằng, hơn nữa trên tên gọi cũng có chữ hỏa. Thiết Phi, ngươi mang đến là người nào? Một giọng già nua ở trong cung điện chậm rãi vang lên, chân bảo bốn phía tựa hồ trở nên sáng mấy phần, toàn bộ cung điện ánh sáng lấp lóe, làm cho người ta có một loại cảm giác tối tăm, tựa hồ giống như hỏa ngư tộc tộc trưởng cao cao tại thượng kia, đã đi vào phút cuối. Tên hỏa ngư tộc này vội vàng quỳ xuống một chân nói. Tộc trưởng đại nhân, ở bên ngoài bắt được hai tên nhân loại. Ánh mắt lão tộc trưởng kia vẫn đục tối tăm đột nhiên bắn ra hai vệt tinh mang, thật giống như sư tử ngủ say tỉnh lại, một luồng uy thế cực mạnh lan ra. Thiết Phi biểu hiện căng thẳng, vị ngũ tinh vũ tông cường giả kia vào thời khắc này thật giống như là hài tử làm sai chuyện, cúi đầu không dám nói lời nào. Đoàn Việt ở dưới luồng áp lực này, cũng hoàn toàn biến sắc. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán chảy ra, Vũ Hoàng Oai, mặc dù là hắn cũng phải run rẩy không ngớt. Tuy rằng sắc mặt của Lý Vân Tiêu cũng tái xanh, nhưng cắn răng lạnh lùng nhìn chằm chằm hỏa ngư tộc tộc trưởng, không sợ hãi chút nào, trong mắt lấp lóe một luồng tâm ý tuyệt ngạo cùng bất khuất không kém. Hắn đã từng là Vũ Đế đỉnh phong, làm sao có khả năng ở trước mặt Vũ Hoàng cúi đầu, này không phải chuyện cười sao? Trên mặt hỏa ngư tộc tộc trưởng lộ ra một tia ngạc nhiên. Chậm rãi thu hồi lực lượng trên người, dùng thanh âm già nua nói, hai tên nhân loại này cùng người lúc trước kia có quan hệ gì không? Thiết Phi suy nghĩ một chút, hồi đáp. Bẩm tộc trưởng, hai người này nói bọn họ cùng nhân loại lúc trước kia có thù không đội trời chung. Ồ! Hỏa ngư tộc tộc trưởng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu một hồi, hừ lạnh nói, lý do. Nhân loại không có một đồ tốt, kéo đi ra giết nuôi cá. Thiết Phi ngẩn ngơ, nhưng vẫn rất phục tùng. Không đành lòng nhìn Lý Vân Tiêu một chút. Con mẹ nó. Lý Vân Tiêu không nghĩ tới lão đầu cá này vừa lên liền muốn giết người, nhất thời nổi giận mắng, ít ở trước mặt thiếu gia trang bức, có tin ta diệt hỏa ngư tộc của ngươi hay không? Hai tay hắn nắm lại, chanh, một tiếng, gân thủy quái đủ để ràng buộc Vũ Tông Cường giả dĩ nhiên không một tiếng động liền đứt đoạn. Ngươi! Thiết Phi kinh hãi, giận dữ hét. Dĩ nhiên đối với tộc trưởng nói năng lỗ mãng, còn dám cuồng ngôn. Chết đi cho ta. Chết chính là ngươi. Thiết Phi mới vừa đấm ra một quyền, nước biển trong toàn bộ đại điện nhất thời phun trào lên, lại bị một luồng lực lượng mạnh hơn đè xuống. Đoàn Việt một mặt lạnh lùng theo dõi hắn, nhẹ nhàng đem quyền ép phá đi, trở tay một chiêu, đem dòng nước trong chu vi mấy mét điên cuồng áp xúc thành một hình cầu, gắt gao ép Thiết Phi ở trong đó, không thể động đậy. Tuy rằng gân thủy quái rất chắc, nhưng Lý Vân Tiêu hơi triệu ra Phượng Hoàng hư hỏa, liền trực tiếp thiêu rụi. Mà bản thân công kích của Đoàn Việt liền cô đọng một loại bạch xí hỏa diễm chí âm chí hàn, cũng thiêu đoạn gân dễ như ăn cháo. Thật là to gan. Hỏa ngư tộc tộc trưởng giận dữ hét, khí thế trên người lần thứ hai lan ra, hình thành áp lực cực cường ở trên cung điện tản ra. Hai người các ngươi không sợ ta đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh sao? Lý Vân Tiêu xì cười một tiếng nói. Bảo ngươi đừng giả bộ rồi không nghe sao? Ngươi là Vũ Hoàng không sai. Cũng xác thực có năng lực một chiêu giết chết chúng ta. Ánh mắt của hắn dần dần ngưng lên, lạnh lùng nói. Nhưng chỉ vẻn vẹn là một lần mà thôi. Tình huống thân thể của ngươi trốn không thoát con mắt của ta, ngươi chỉ còn dư lại một hơi. Nếu động thủ một lần, liền chắc chắn phải chết. Cái gì? Thiết Phi bị vây ở trong bóng nước kinh hãi, ngơ ngác nhìn lão tộc trưởng. Trong mắt hỏa ngư tộc tộc trưởng lóe ra vẻ khiếp sợ, đột nhiên cả người tựa hồ già nua muốn tắt thở. Có chút thở dốc nói, nhân loại, người nói xác thực không sai, ta đã chống đỡ không được thời gian bao lâu. Hiện tại tận lực để cho mình ít tiêu hao năng lượng. Nhưng nếu các ngươi uy hiếp đến hỏa ngư tộc, ta sẽ không chút do dự giết các ngươi. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Chúng ta căn bản không có ác ý, đều là ngươi vừa đến liền muốn giết chúng ta nuôi cá. Ngoá, bổn thiếu gia hai đời đều ghét nhất là bị uy hiếp. Nếu ngươi không lấy ra chút thành ý đến xin lỗi. Chúng ta trước hết giết Thiết Phi này, chờ ngươi lại giết chúng ta. Xem hỏa ngư tộc các ngươi còn có cao thủ gì có thể giữ thể diện. Ngươi dám. Thiết Phi ở trong bóng nước giận dữ, đột nhiên biết được tình hình của tộc trưởng đã nghiêm trọng như thế, để hắn có cảm giác trời đất sụp đổ, chỉ cảm thấy trước mắt tăm tối, nhất thời liều lĩnh cổ động nguyên khí, trong nháy mắt đem bóng nước phá tan. Mặc dù hắn là ngũ tinh vũ tông, nhưng ở đáy biển thực lực có thể vượt xa người thường. Mà Đoàn Việt lại bị hạn chế, so sánh đối chiếu, ngược lại cũng không kém nhiều. Thiết Phi vừa ra bóng nước,
nhất thời phẫn nộ hướng Lý Vân Tiêu giết đi. Thiết Phi, ngừng tay. Thanh âm của hỏa ngư tộc trưởng không lớn, nhưng lại rất có uy lực. Thân thể Thiết Phi nhất thời đình trệ ở giữa không trung, mạnh mẽ thu hồi nắm đấm, hung tợn chừng Lý Vân Tiêu một chút, tràn đầy lửa giận. Nhân loại, các ngươi đã không có ác ý, vậy thì đi thôi. Sau này không được đến lĩnh vực của hỏa ngư tộc chúng ta. Tựa hồ tộc trưởng có vẻ phi thường uể oải, nếu không phải đại thọ của mình sắp tới, làm sao cũng sẽ không bỏ qua hai người này. Lý Vân Tiêu cùng Đoàn Việt liếc nhìn nhau, nhưng không nhúc nhích đứng ở đó. Thiết Phi giận dữ nói. Tộc trưởng đã đại từ đại bi buông tha các ngươi, còn không mau cút đi. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Một đường đi theo ngươi tới đây, cảm giác ngươi vẫn là rất trung hậu, một tên hải tộc không tệ. Nhưng ta vẫn muốn nói hai điểm. Một, tộc trưởng các ngươi buông tha ta, là hắn cân nhắc hậu quả, không phải đại từ đại bi gì. Hai, ta tạm thời còn không muốn đi, muốn cùng các ngươi làm một vụ giao dịch. Chúng ta không có hứng thú làm giao dịch gì với các ngươi, đi nhanh đi. Trừ ta ra, hỏa ngư tộc có thể lưu lại các ngươi còn có khối người, cẩn thận ta đổi ý. Hỏa ngư tộc trưởng thiếu kiên nhẫn phất phất tay, lộ ra vẻ chán ghét. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Hải tộc nhất quán đều là ngông cuồng tự đại như vậy, ta cũng đã sớm lĩnh giáo qua. Nếu như điều kiện của ta để ngươi nhiều hơn 100 năm tuổi thọ, để cho thiết phàm gì kia trọng thương trực tiếp lên cấp vũ hoàng thì sao? Cái gì? Người tộc trưởng kia giống như điện giật trực tiếp từ trên vương tọa nhảy lên, không thể tin tưởng quát lên, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ngay cả Thiết Phi cũng giật mình, đôi mắt cá lồi đi ra. Đoàn Việt cũng hơi nhíu mày, nếu nói để lão ngư này sống thêm mấy chục năm hắn còn tin, thế nhưng sống thêm hơn 100 năm. Hơn nữa để một tên vũ tông mới vừa bước vào cửu tinh không lâu lên cấp vũ hoàng, hắn là bất luận làm sao cũng không tin, huống hồ giờ khắc này tên vũ tông cửu tinh kia còn trọng thương. Lý Vân Tiêu cười gằn, cường điệu nói lại một lần. Toàn bộ cung điện nhất thời không có một âm thanh, chỉ nhìn thấy một ít cá nhỏ bơi qua bơi lại, thỉnh thoảng phun ra bọt khí. Ung ục, hỏa ngư tộc trưởng mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng, gian nan nói. Nhân loại, nếu ngươi nói láo, ta xin thề, nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi nói một chút, đến cùng giao dịch làm sao, ta phải làm sao mới có thể tin tưởng ngươi. Bất kể là hắn sống thêm 100 năm, hay là thiết phàm bước vào vũ hoàng, đều đủ để giải quyết nguy cơ hiện nay của hỏa ngư tộc. Hắn làm sao có thể chống cự được? Ha ha, giao dịch dễ bàn. Kỳ thực chuyện này vừa là giúp các ngươi, cũng là giúp chúng ta, mọi người đều có lợi. Lý Vân Tiêu nghiêm lại, trong mắt lộ ra một tia tinh mang. Gần từng chữ nói, tộc trưởng hẳn phải biết Côn Ngô thần thụ chứ. Chi? Hỏa ngư tộc trưởng hít vào ngụm khí lạnh, thất thanh nói, ngươi, các ngươi dĩ nhiên là có ý đồ với nó. Thiết Phi cũng biến sắc, lộ ra vẻ khiếp sợ. Làm sao, có vấn đề sao? Lý Vân Tiêu không rõ câu mày nói. Có nó, không chỉ có thể trợ giúp tộc trưởng đại nhân kéo dài 100 năm, coi như là thiết phàm, cũng đủ để bước vào vũ hoàng. Hỏa ngư tộc trưởng trầm mặc chốc lát, lúc này mới thở dài nói, nguyên lai các ngươi là vì nó mà tới. Thiết Phi, ngươi đem tình huống cùng hai tên nhân loại này nói một chút đi. Hắn tựa hồ như khí cầu bị lủng, lập tức lại trở nên già nua. Sắc mặt Thiết Phi cũng khó coi, trong mắt tràn đầy thù hận. Côn Ngô thần thụ này nguyên bản là thánh vật mà tộc ta bảo vệ, hiện tại đã rơi vào trong tay đám ế xanh tộc kia. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Côn Ngô thần thụ nên ở gần hải vực này, các ngươi không phải nói trong vạn dặm hải vực, hỏa ngư tộc các ngươi xưng hùng sao? Trên mặt Thiết Phi lướt qua vẻ xấu hổ, bực tức nói. Không sai, chúng ta là đê cấp hải tộc, những ế xanh tộc kia chỉ là e cấp. Nhưng bọn họ có 3 tên cửu tinh vũ tông, trừ khi tộc trưởng đại nhân tự mình ra tay, bằng không trên thực lực tổng hợp chúng ta không bằng bọn họ. Côn Ngô thần thụ vạn năm qua đều là chấn tộc chi bảo của bộ tộc ta. Ăn lá cây không chỉ có thể tầm bổ sinh cơ, hơn nữa còn có thể tăng cường tu vi. Nguyên nhân chính là như vậy, ế xanh tộc mới không tiếc cùng chúng ta trở mặt, có thể là biết tình huống của tộc trưởng đại nhân, bằng không tuyệt không dám cùng chúng ta động thủ. Dùng lá Côn Ngô thụ. Lý Vân Tiêu một trận té xỉu, những con cá vô tri ngớ ngẩn này. Hắn hừ hừ nói. Nếu mất rồi, vì sao không đi đoạt lại? Nếu bọn họ trở mặt với các ngươi, sẽ không có chỗ thương lượng rồi. Bọn họ có 3 tên cửu tinh vũ tông, nếu chờ tộc trưởng đại nhân khuất núi, như vậy, khà khà, cả bộ tộc các ngươi liền nguy hiểm.
Hỏa ngư tộc tộc trưởng cũng lộ ra vẻ lo âu, trầm giọng nói. Ngươi nói những cái này ta làm sao không nghĩ tới, nhưng trừ khi ta ra tay kích giết ba tên cửu tinh vũ tông của bọn họ, bằng không mặc dù xuất động lực lượng toàn tộc, cũng không phải địch thủ của bọn họ. Lý Vân Tiêu trầm tư một trận nói. Nếu vạn năm đến nay Côn Ngô thần thụ đều quy các ngươi quản, vậy nhất định có biện pháp có thể tiến vào trong thần thụ A. Côn Ngô thần thụ tuyệt đối không phải cây cối phổ thông, cành lá sum xuê mở rộng, quyết không nhỏ hơn một tòa thành trì. Hỏa ngư tộc tộc trưởng cau mày suy tư một trận nói. Lén lút đi vào là không thể, thế nhưng mạnh mẽ đột phá bọn họ phong tỏa, sau khi đi vào bọn họ muốn tìm được chúng ta ngược lại là rất khó. Lý Vân Tiêu cười nói. Như vậy liền dễ làm, kính xin tộc trưởng đại nhân dẫn đường, chỉ cần chúng ta vọt vào, trốn 10 ngày nửa tháng, ta bảo đảm để lão gia ngài khôi phục 100 năm tuổi thọ. Thiết Phi cả kinh nói. Không thể. Hiện tại tộc trưởng đại nhân chỉ có thể ra tay một lần, nếu bị nguy hiểm làm sao bây giờ? Vẫn là ta dẫn ngươi đi đi, hỏa ngư tộc tộc trưởng lắc đầu nói. Ế xanh tộc đối với Côn Ngô thần thụ xem rất nặng, ba tên cửu tinh vũ tông của bọn họ đều ở phụ cận luân thủ. Bằng sức mạnh của các ngươi, căn bản đột phá không vào, vẫn là ta mang bọn ngươi tiến vào đi. Tuy nhiên nhân loại, đừng quên lời hứa của ngươi đối với chúng ta, phải cho Thiết Phàm thành công tiến vào vũ hoàng cảnh giới. Lý Vân Tiêu đối với ông lão này cũng hơi kính phục lên, nguyên bản càng già càng sợ chết, nhìn dáng dấp của hắn như vậy, đúng là đã làm tốt chuẩn bị hy sinh mình. Ha ha, đã như vậy, Thiết Phàm kia cũng đi theo a. Chỉ cần có thể tiến vào bên trong thần thụ nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, ta liền có biện pháp để hắn đột phá đến Vũ Hoàng. Vì cái gì hắn tin tưởng như vậy, cũng là bởi vì đối với loại thiên tài địa bảo này hiểu quá rõ. Những hải tộc kia chiếm lượng lớn tài nguyên. Nhưng phung phí của trời. Cái này cũng là một loại công bằng của tạo hóa, nhân loại nắm giữ trí tuệ cường đại, nhưng chen chúc ở trên đại lục tài nguyên khan hiếm. Như hỏa ngư tộc, ở thiên vũ đại lục nhất định sẽ bị nhất lưu thế lực tranh đoạt vỡ đầu chảy máu. Tộc trưởng, đừng nghe hắn nói bậy. Một âm thanh vang dội từ bên ngoài truyền đến, một dòng nước xiết bắn mạnh mà tới, một tên nam tử cùng Thiết Phi rất giống đột nhiên xuất hiện ở trên cung điện, sắc mặt dữ tợn nói, những nhân loại này. Từng cái quỷ kế đa đoan. Hiện tại tộc trưởng bất tiện ra tay, vừa vặn để cho ta tới giết bọn họ. Nam tử kia không nói lời gì, một cái cương xoa phổ thông xuất hiện ở trong tay, tiện tay vung lên, nhất thời cuốn lên lốc xoáy, mạnh mẽ nhắm hai người đè xuống. Một luồng ý lạnh âm hàn hiện lên ở khóe miệng của hắn, hời hợt vung lên như vậy, thủy vực ở bốn phía hai người liền bị phong tỏa, không thể tránh khỏi. Chính là cửu tinh vũ tông Thiết Phàm. Con người của Đoàn Việt áp xúc, hét lớn một tiếng che ở trước mặt Lý Vân Tiêu, phương thiên hỏa kích quét ra, đem vòng xoáy kia thôn phệ, hình thành sóng ngần to lớn, cung điện chấn động đến mức rầm rầm vang lên. Thiết Phàm, dừng tay. Hỏa ngư tộc tộc trưởng lớn tiếng quát, trên mặt hiện ra một vẻ tức giận. Thiết Phàm cả kinh, vội vàng nói. Tộc trưởng, người tuyệt đối đừng bị hai tên nhân loại này lừa. Tộc trưởng tức giận hừ nói. Ta tự có định đoạt. Người nghe lệnh là được, trên mặt Thiết Phàm sốt sắng, nhưng không thể không nghe lời, nuốt giận vào bụng nói, vâng. Nhưng ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào hai người Lý Vân Tiêu. Cha, Thiết Phàm đại ca nói không sai, người tuyệt đối đừng bị hai tên nhân loại kia lừa. Một âm thanh sáng sủa từ bên ngoài truyền vào, một tộc nhân hỏa ngư tộc còn trẻ bơi vào, trên người khoác một áo choàng lóng lánh, nếu như sau gáy không có vây cá, đặt ở trong nhân loại vẫn tính là vô cùng tuấn lãng. Thiết Lăng, người cũng câm miệng cho ta. Hỏa ngư tộc tộc trưởng giận dữ, trong mắt lấp lóe nói. Bây giờ tình huống của các ngươi ai cũng rõ ràng, đây là một cơ hội cuối cùng của hỏa ngư tộc ta. Nếu không nắm chắc, sợ là sớm muộn sẽ bị ế xanh tộc nuốt chừng. Thiết Lăng không phục nói. Sợ cái gì, chờ ta thăng lên hải luyện sư cấp 3, vùng biển này ai dám đụng đến hỏa ngư tộc chúng ta. Trên mặt tộc trưởng hiện ra một tia yêu thương, đau lòng nói. Lăng Nhi, ngươi cho rằng hải luyện sư là dễ thăng cấp như vậy sao? Nếu ngươi không nhờ số trời run rủi, được một vị tiền bối thân truyền cùng quán đỉnh, ngươi cho rằng ngươi có thể trẻ tuổi như thế liền tiến vào cấp 2. Trong tứ hải, vị hải luyện sư cấp 3 nào không phải mấy trăm tuổi? Ngươi muốn lại đột phá một cấp, không có hơn 100 năm là tuyệt không hy vọng. Mà hỏa ngư tộc, chờ không được lâu như vậy rồi. Tuổi thọ của hải tộc cùng nhân loại hoàn toàn không có cách nào so sánh. Thông thường đều có thể sống tới mấy trăm tuổi thậm chí hơn 1000 tuổi,
mà có chút chủng tộc kỳ dị, tồn tại vạn năm cũng có. Nhưng cũng có không ít hải tộc tuổi thọ cực kỳ ngắn ngủi, hải tộc như vậy khó có thể có thành tựu, bình thường chỉ có thể trở thành hải quân. Hải luyện sư là tương đương với thuật luyện sư của nhân loại, cũng là một loại tồn tại đối với các loại vật liệu tiến hành phân giải hợp thành, địa vị dị thường tôn sùng. Bởi vì tỷ lệ hải luyện sư tồn tại, so với thuật luyện sư còn ít ỏi hơn nhiều lắm. Thiết Phàm là cửu tinh vũ tông cường giả, cầm trong tay lại là một cương xoa phổ thông, liền không cần bàn cãi. Loại cương xoa này nắm đến đại lục, coi như là võ sĩ cũng sẽ không cần. Thiết Lăng hừ lạnh nói. Sợ cái gì, cùng lắm bộ tộc chúng ta trốn đi, chỉ cần sống qua trăm năm thời gian, đến thời điểm Thiết Phàm đại ca lên cấp vũ hoàng, mà ta là cấp 3 hải luyện sư, ế xanh tộc cướp đoạt đồ vật, toàn bộ cả gốc lẫn lãi đoạt lại. Thiết Phàm cười khổ nhìn Thiết Lăng, than thở. Thiết Lăng, người nghĩ quá ngây thơ, ế xanh tộc sẽ không để cho chúng ta yên lặng trăm năm. Người suy nghĩ một chút, 20-30 năm qua, bọn họ từng bước áp sát, hầu như muốn thay chúng ta, thống lĩnh vùng biển này. Thiết Lăng vội la lên. Lẽ nào bức phún bộ tộc liền mặc kệ sao? Bức phún bộ tộc chính là C cấp hải tộc, quản lý hải vực càng cao hơn, trong đó liền bao quát hải vực của hỏa ngư tộc. Bình thường trong vùng biển có xung đột, đều sẽ ra mặt điều giải. Đây là tam gia vì để tránh cho hải tộc vô vi giết chóc mà ban lệnh. Quản, ha ha, nhớ thời điểm 30 năm trước ế xanh tộc vừa tới, bức phún tộc tộc trưởng nói như thế nào không? Bọn họ nói ế xanh tộc đối với hải tộc có cống hiến, để chúng ta nhường ra khối địa phương cho bọn họ nghỉ ngơi lấy sức, còn nói ở chung hòa thuận. Hỏa ngư tộc tộc trưởng nghiến răng nói. Những năm này, bức phún tộc nhận không ít chỗ tốt ra. Thiết Lăng kinh hãi nói. Đã như vậy, vì sao không tới B cấp hải tộc tố cáo bọn họ? Người ở chỗ này tất cả đều không còn gì để nói, Thiết Phi than thở. Thiết Lăng, người quá tuổi trẻ. Thế giới này giảng không phải đạo lý, mà là thực lực. Nếu chúng ta mạnh hơn ế xanh tộc, bất kỳ bên nào đều sẽ đứng về chúng ta. Ngược lại, người yếu chỉ có thể tham sống sợ chết. Thiết Lăng nhất thời tức giận nói. Nếu như vậy, vậy Nam Hải Chi Vương ban bố những pháp lệnh kia để làm gì? Mọi người dồn dập biến sắc, hỏa ngư tộc tộc trưởng nhất thời phẫn nộ quát. Đừng nói bậy, lời này nếu truyền vào trong tai tộc khác, đừng nói là ngươi. Coi như toàn bộ bộ tộc cũng sẽ bị ngươi liên lụy. Tiểu hài tử cút sang một bên, Lý Vân Tiêu nhìn tên người cá tuấn lãng này, cảm thấy ngây thơ đến đáng yêu, hắn kinh ngạc hỏi, nghe các ngươi nói như vậy, ế xanh tộc này là từ hải vực khác di chuyển tới. Thiết Phàm căm hận nói, đâu chỉ là hải vực khác, hoàn toàn là từ hải dương khác tới. Bọn họ vốn là Đông Hải bộ tộc, hơn nữa thời điểm ở Đông Hải là tồn tại A cấp. Thiên phú ế xanh tộc hơn xa chúng ta. Sợ là không qua mấy năm, liền sẽ trực tiếp nằm trên đầu chúng ta. A cấp. Lý Vân Tiêu giật mình nói. A cấp nhất định phải có 10 tên vũ đế cường giả trở lên. Bộ tộc mạnh mẽ như vậy, làm sao sẽ lưu lạc tới E cấp chứ? Chẳng lẽ là đắc tội S cấp? Phải biết S cấp ngoại trừ tứ đại vương tộc, là vô cùng ít ỏi. Hỏa ngư tộc tộc trưởng thở dài nói. Tình huống cụ thể trong đó ta cũng không rõ ràng lắm. Lần trước nghe bức phún tộc tộc trưởng nói, 30 năm trước bọn họ phụng lệnh của Đông Hải Chi chủ Nghiễm gia, vây công một tên nhân loại. Kết quả cùng rất nhiều hải tộc A cấp khác dồn dập ngã xuống, nghe nói lúc đó tử thương vũ đế, có ít nhất hơn 100 tên. Ế xanh tộc càng là vũ hoàng trở lên toàn bộ ngã xuống. Lúc này mới dẫn đến thực lực giảm mạnh, hải tộc khác thừa thế xông lên, đoạt hải vực của bọn họ. Vì tránh né kẻ thù cùng nghỉ ngơi lấy sức, lúc này mới di chuyển đến Nam Hải. Đệt, nhân loại nào tàn nhẫn như thế? Hơn 100 tên vũ đế cường giả. Đoàn Việt hít vào ngụm khí lạnh, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trong mắt tinh mang đại thịnh. Chẳng lẽ là... Lý Vân Tiêu càng là mồ hôi lạnh tràn trề, 30 năm trước. Đông Hải, không sai, chính là một nhân loại tên Cổ Phi Dương. Hỏa ngư tộc tộc trưởng căm hận nói, đây là cái tên để toàn bộ hải tộc chúng ta hổ thẹn. Đoàn Việt vội vàng ngậm miệng. Nhìn đám người đều là lòng căm phẫn, lúc này nếu nói thêm mấy câu, không thể nghi ngờ là muốn chết. Lý Vân Tiêu càng là trợn mắt ngoác mồm, không nghĩ tới năm đó tùy tiện giết nhiều hải tộc, dĩ nhiên sẽ đối với ngày hôm nay sản sinh ảnh hưởng. Hắn ngượng ngùng nói, chuyện trải qua nhiều năm như vậy, Cổ Phi Dương kia cũng đã chết, còn ghi hận cái gì? Mọi việc đều là nhìn về phía trước a. Hừ, coi như hắn chết rồi, cũng phải tìm hậu nhân của hắn giết chết toàn bộ.
như vậy mới có thể cọ rửa sỉ nhục của hải tộc chúng ta. Thiết Phàm cũng hận đến nghiến răng, những hải tộc này nói về vinh dự chủng tộc là rất mạnh. Lý Vân Tiêu đầu óc quay cuồng, không nói gì nói. Tục truyền hắn còn chưa kết hôn đã ngã xuống. Không nói việc này, đến thương lượng làm sao tiến vào Côn Ngô thần thụ đi. Cả đám đều không lên tiếng, tựa hồ đã ngầm thừa nhận kiến nghị của Lý Vân Tiêu. Ai cũng biết, này xác thực là một cơ hội của Hỏa Ngư tộc. Chỉ có Thiết Lăng vẫn hừ lạnh nói. Dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi nói tiến vào Côn Ngô thần thụ liền có thể làm cho cha ta kéo dài 100 năm tuổi thọ, đồng thời để Thiết Phàm đại ca lên cấp vũ hoàng. Ít nhất cũng phải hiển lộ chút bản lĩnh chứ. Tất cả mọi người vừa nghe, thật là có chút đạo lý. Không thể tùy tiện ngươi nói cái gì chính là cái đó a. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói. Ngươi là hải luyện sư cấp 2. Thiết Lăng ngạo nhiên đem ngực ưỡn lên. Phải, trong chu vi vạn dặm, chỉ có ta là hải luyện sư cấp 2. Rất tốt, ta vừa vặn là thuật luyện sư. Không bằng ngươi so với ta đi, nếu ngươi thắng, ta cái gì đều nghe lời ngươi. Nếu ngươi thua, lần hành động này nhất định phải do ta làm chủ, hết thảy đều nghe lệnh ta. Thế nào, ánh mắt của Lý Vân Tiêu ở trên thân mấy người Hỏa Ngư tộc tộc trưởng cùng Thiết Phàm vòng tới vòng lui. Hắn cũng muốn mượn cơ hội này thu phục Hỏa Ngư tộc, miễn cho đến thời điểm hành động có người sản sinh tâm lý phản bội. Mấy người Hỏa Ngư tộc đều sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Lý Vân Tiêu là thuật luyện sư, nhất thời ánh mắt nhìn hắn cũng trở nên hơi tôn kính. Tựa hồ là bị ánh mắt của Lý Vân Tiêu khiêu khích, Thiết Lăng hừ lạnh nói, so liền so, ai sợ ai, so cái gì, ngươi cứ ra tay. Nội tâm Đoàn Việt cười như nở hoa, không nói nhìn đám người kia, đẳng cấp thuật luyện của Lý Vân Tiêu hắn cũng không rõ ràng, nhưng ít ra lực ép những đầu cá này là không thành vấn đề. Lý Vân Tiêu cũng híp mắt cười nói, vẫn là ngươi ra để đi, ngoại trừ bơi ra, cái khác đều được, hừ, nhân loại đáng chết, dám khinh thị ta. Thiết Lăng giận dữ hét. Liền so luyện khí, xem ai phẩm chất cao, phẩm chất tốt. Lý Vân Tiêu cười ha ha nói, xác định chưa? Đừng đến thời điểm thua liền chơi xấu. Đồng thời trong lòng hắn thở dài, người hải tộc thông minh, xác thực là không dám khen tặng. Ta thua, ha ha, ngươi giảng chuyện cười đi. Chu vi vạn giảm. Thiết Lăng giận dữ cười nói. Thiết Lăng. Hỏa Ngư tộc tộc trưởng trực tiếp ngắt lời nói. Này không phải thời điểm ngươi làm anh hùng, cùng nhân loại tỉ thí, quan hệ đến danh dự Hỏa Ngư tộc, cũng quan hệ đến toàn bộ hải tộc. Cùng hắn so khống hỏa mà ngươi sở trường nhất, cái gì, so khống hỏa. Thiết Lăng sửng sốt một chút, trên mặt hơi hiện ra chút mâu thuẫn, phảng phất vô cùng xem thường. Lý Vân Tiêu cùng Đoàn Việt cũng hết sức kinh ngạc, theo lý người hải tộc sợ nhất chính là hỏa diễm, mặc dù là hải luyện sư ở thời điểm luyện chế. Đều sẽ tận lực tìm kiếm thiên địa nguyên tố khác thay thế hỏa nguyên tố tiến hành luyện chế. Mà nghe tộc trưởng nói như vậy, Thiết Lăng này mạnh nhất dĩ nhiên là khống hỏa. Hắn không sợ biến thành cá nướng. Ha ha, nhân loại, con trai của ta muốn cùng ngươi so khống hỏa, ngươi có dám không? Hỏa Ngư tộc tộc trưởng một mặt cân nhắc cười nói, hiển nhiên đối với Thiết Lăng khống hỏa rất có lòng tin. Lý Vân Tiêu cũng hết sức tò mò, híp mắt nói. Hay, hay. Liền so khống hỏa đi, ta cũng muốn nhìn ngươi đùa lửa ra sao, chỉ là điều kiện mới vừa nói. Hỏa Ngư tộc tộc trưởng khà khà cười vài tiếng. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có thể thắng Thiết Lăng, lần hành động này liền lấy ngươi làm chủ. Thiết Phàm cùng Thiết Phi cũng là một mặt ha ha ung dung vẻ, để Lý Vân Tiêu cảm thấy vô cùng thú vị hiếu kỳ, bọn họ tựa hồ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Đoàn Việt xem này đám đầu cá cười gian, nội tâm mơ hồ có chút không yên lòng nói, Vân Thiếu. Có hay không vấn đề? Lý Vân Tiêu hừ một câu, khinh thường nói, thua ta liền đem này mấy cái đầu cá ăn đi. Qua, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, không cần phát như thế độc thể chứ. Ngươi đối với mình cũng quá tàn nhẫn rồi. Đoạn Việt mạnh mẽ địa dựng thẳng lên ngón tay khoa đạo, lần này mới yên tâm lại. Hắn biết tiểu tử này thực lực, không nắm chặt chắc chắn sẽ không khoe khoang. Thiết Lăng lạnh lùng nhìn hắn, châm chọc nói. Ngay khi phía trên tòa đại điện này tỉ thí đi, quy tắc người định. Lý Vân Tiêu nói. Khống hỏa đơn giản chính là so với độ chính xác cùng cường độ. Như vậy đi, ta làm mấy cái động tác, ngươi nếu như có thể mô phỏng theo, cho dù ngươi thắng. Nếu như không thể, vậy thì ta thắng. Làm sao, Thiết Lăng làm cái xin cứ tự nhiên thủ thế, một mặt trêu tức ý cười. Lý Vân Tiêu hai mắt lạnh lùng,
lại bị một đám đầu cá cho khinh bỉ, trong lòng không khỏi hơi sinh ra tức giận, âm thầm cười gằn không ngớt nói, đợi lát nữa nhìn các ngươi này mấy viên đầu cá có hay không còn cười được. Hắn bị Thiết Lăng khinh bỉ cùng khiêu khích vẻ mặt cho hơi làm tức giận, thầm nghĩ không lấy ra chút bản lãnh đến, các ngươi những này đầu cá còn tự cho là ra nhắm rượu món ăn. Hắn trầm tư chốc lát, lúc này mới đưa tay phải ra, lạnh giọng nói. Nhìn cho kỹ. Một tiếng, một thốc ngọn lửa ở trong tay hắn dựng lên, hắn dùng nguyên khí đem ngọn lửa này che chở đứng dậy, đem bốn phía thủy gạt ra, lộ ra một khối chân không nơi. Chỉ là đáy biển không khí dù sao không có trên đất bằng sung túc, Lý Vân Tiêu hơi thay đổi sắc mặt, lúc này mới phát hiện ở đáy biển khống hỏa độ khó rất lớn, nhất thời không dám khinh thường, cẩn thận từng ly từng tí một điều khiển đứng dậy. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay này thốc ngọn lửa ở chân khí khống chế dưới từ từ lớn lên đứng dậy, biến xấu đứng dậy, càng dài, thật giống một viên to bằng ngón cái mầm cây nhỏ bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng đứng dậy, trong nháy mắt thì có lớn bằng cánh tay. Cây nhỏ chi tiết nhỏ cũng dần dần nổi lên, thân cây, cành cây, thậm chí từng đóa lá cây cũng bắt đầu chậm rãi nảy nở. Hỏa ngư tộc tộc trưởng cùng mấy người thiết phàm cũng dần dần trợn to hai mắt, khiếp sợ nhìn này nghệ thuật giống như thao tác, một mặt khó mà tin nổi. Đoàn Việt càng là ngây người như phỗng, chính hắn cũng là tu luyện nguyên tố hệ, hỏa, nhưng xưa nay chỉ là không ngừng tăng cường uy lực, xưa nay không nghĩ quá muốn đi tốt như vậy chơi là khống chế. Chơi ạ. Này đã không phải chơi vui, chuyện này quả thật chính là biến thái a. Thần a, ta đến cùng nhìn thấy gì? Hắn khiếp sợ con người đều muốn rơi xuống, Lý Vân Tiêu này viên hỏa thụ đã dài đến cao 4-5 mét, nửa người ôm hết độ lớn, hiện tại liền vỏ cây cũng cho nghĩ hóa đi ra, thậm chí nhìn thấy mặt trên rõ ràng chiếu bì, còn có này lá cây, từng viên thiên thiên vạn vạn hỏa diễm nghĩ hóa trên lá cây, dĩ nhiên hiện ra kinh mạch. Chi? Tất cả mọi người đều là ngơ ngác lùi lại mấy bước, thiên. Này vẫn là người sao? Chuyện này quả thật chính là tác phẩm của thần A. Coi như là hỏa thần, cũng không thể đem hỏa diễm điều khiển đến trình độ như thế này chứ. Nhìn dáng vẻ mọi người từng cái hóa đá, Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, hai tay vỗ một cái, nhất thời này viên cao to hỏa thụ ở hắn tiếng vỗ tay bên dưới trong nháy mắt tắt, toàn bộ phía trên cung điện đột nhiên trở nên hôn ám rất nhiều. Mọi người lúc này mới từng cái phục hồi tinh thần lại, nhưng nhìn Lý Vân Tiêu dáng dấp, đã là triệt để thuyết phục. Thiết Lăng lần này cũng là sắc mặt tái xanh, một mặt vẻ chấn động. Tiểu tử, đều nhìn rõ ràng đi, đến phiên ngươi. Thuật luyện sư nhân loại, quả nhiên lợi hại, loại này tinh tế nghĩ hóa ta chưa từng thử, nhưng không hẳn không được. Thiết Lăng cắn răng, đi tới ở giữa cung điện bắt đầu. Vẻ mặt cẩu hắn dị thường nghiêm nghị. Bắt đầu học Lý Vân Tiêu ở trong tay đằng ra một đạo ngọn lửa, sau đó chậm rãi y dạng họa hồ lô. Nhưng là mới vừa sinh trưởng đến một nửa thời điểm, liền cau mày đem hỏa tắt, rơi vào trầm tư bên trong. Nửa ngày qua đi, hắn rốt cục trong mắt lộ ra một tia hiểu ra, một tiểu thốc ngọn lửa bắt đầu ở trong tay dần dần trưởng thành, mô phỏng theo giả Lý Vân Tiêu quá trình, lần này không có bỏ dở nửa chừng, mà là kiên trì tới cùng, dần dần nghĩ hóa thành một viên cao 2-3 mét đại thụ. Tuy rằng không có Lý Vân Tiêu như vậy linh khí 10 phần, nhưng là xem như là hữu mô hữu dạng thành hình. Đùng! Song trưởng của Thiết Lăng vỗ một cái, hỏa thụ biến mất không còn tăm hơi. Hắn cúi đầu lặng lẽ không nói, tuy rằng cũng thành công nghĩ hóa ra, nhưng chất lượng trên rõ ràng phải kém trên một đoạn. Hỏa ngư tộc tộc trưởng cáo già, hắn chỉ lo Thiết Lăng người trẻ tuổi mặt mũi bạc, trực tiếp chịu thua vậy thì phiền phức, liền dành trước mặt dày nói rằng, ha ha, không tệ. Thiết Lăng đây cũng coi như là thành công đi. Nhân loại, người còn có thủ đoạn gì nữa không? Tất cả đều xuất ra đi. Lý Vân Tiêu đúng là không có không vui, chỉ là khiếp sợ nhìn Thiết Lăng, gật đầu khen. Lần thứ nhất thử nghiệm liền có thể làm được trình độ như thế này, người khống hỏa thiên phú cực cường. Ở thiên phú, ta không bằng ngươi. Ngươi lại thử nhìn cái này, lần này đem thể hiện ra ta khống hỏa cảnh giới tối cao, nếu như ngươi có thể làm được, ta liền thua. Thiết Lăng vội vàng lùi tới một bên, trên mặt hơi có chút nóng lên, hắn nhưng là cao ngạo hỏa ngư tộc, chiếm đối phương tiện nghi nhất thời cảm thấy mất hết mặt mũi, nhìn Lý Vân Tiêu ánh mắt cũng bắt đầu hiện ra ý tôn kính. Đoạn Việt cùng mấy người hỏa ngư tộc trưởng vừa nghe, đều là lập tức căng thẳng thần kinh, thắng bại ngay khi lần này. Thế nhưng từ lúc trước Lý Vân Tiêu thủ đoạn đến xem, độ khả thi thua cũng không lớn. Lý Vân Tiêu lần thứ hai đi tới ở giữa cung điện, hai tay ôm ở trước ngực suy tư một trận. Lúc này mới hai mắt ngưng lại,
một luồng to lớn nguyên khí từ quanh thân tản mát ra, ầm, nhiên một tiếng, bốn phía toàn bộ bay lên to lớn hỏa diễm, cháy hừng hực, dường như muốn sinh thành một cái biển lửa. Nhìn kỹ, Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, biển lửa quanh thân đột nhiên bắt đầu biến hóa, đồng thời không ngừng kéo dài, trong phút chốc toàn bộ cung điện tất cả đều là một mảnh hỏa diễm màu đỏ. Ngay cả ngoài cửa thị vệ cũng trong khoảnh khắc đã kinh động, nhưng Thiết Phàm phất phất tay, những hộ vệ kia mới khiếp sợ dồn dập lui ra. Đây là... Tất cả mọi người đều thất kinh, chỉ thấy mảnh này hừng hực biển lửa chợt bắt đầu biến hóa, hiện ra một cảnh tượng rừng rậm. Chi! Mấy người ở đây đều hít vào ngụm khí lạnh, đúng là một mảnh rừng rậm. Tuy rằng mỗi một viên thụ nghĩ hóa đều không thể làm được lúc trước như vậy chính xác, nhưng số lượng cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa mỗi viên thụ tạo hình đều không giống nhau, giống y như thật. Đột nhiên một đạo chim hót tiếng vang lên, từ trong rừng cây đột bay lên một con màu đỏ chim nhỏ, ở bên trong vùng rừng rậm qua lại không ngừng thu thu kêu, còn vỗ tiểu cánh xì xì, trông rất sống động. Ngay khi tất cả mọi người triệt để hóa đá, đầu óc không cách nào suy nghĩ, từ trong rừng cây vang lên lượng lớn kêu to, trong lúc nhất thời, các loại loài chim dồn dập bay ra, ở toàn bộ hỏa diễm trong rừng cây bắt đầu truy đuổi. Nô đùa cảnh tượng như thế này, hoàn toàn đem tất cả mọi người khiếp sợ trong đầu trống rỗng, này vẫn là khống hỏa sao? Hỏa thần cũng không làm được trình độ như thế này chứ? Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Hỏa ngư tộc tộc trưởng nhìn trước mắt một con hỏa diễm nghĩ hóa chim nhỏ xì xì bay qua, hai viên mắt cá trâu đều đi theo rơi mất đi ra. Vẫn chưa xong, chư vị mở to hai mắt rồi. Lý Vân Tiêu biểu hiện lạnh lùng hét lớn một tiếng. Ta muốn nghĩ hóa chính là bách điểu hướng phượng, hiện tại bách điểu có, thiếu duy nhất phượng hoàng. Thiết Lăng ngươi nhìn rõ ràng, nếu như ngươi có thể làm được, ta thua tâm phục khẩu phục. Trời ạ, này vẫn chưa xong. Mấy vị hỏa ngư tộc hầu như muốn té xỉu, trong lòng tất cả đều liên tục kêu lên, song song, triệt để xong đời rồi. Thiết Lăng cũng là ngây người như phóng hỏa ngư tộc lấy, hỏa, làm tên, tự hào đó là đời đời truyền thừa xuống khống hỏa lực lượng. Nhưng hiện tại mình nhất là dẫn cho rằng hào skill, ở đối phương biểu diễn trước mặt, quả thực chính là thạch đầu so với pơ. Trong chớp nhoáng này, hắn toàn bộ tự hào cùng tự tin triệt để tan vỡ, mất cảm giác tự lẩm bẩm, này vẫn chưa xong. Lý Vân Tiêu hít một hơi thật sâu, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám đứng dậy. Nếu là bách điểu triều phượng, vậy thì phải đến chỉ thật sự phượng hoàng mới được. Hắn trong mắt lộ ra một tia nhanh sắc, tỉ thí lần này hắn là thắng định. Bởi vì cho dù Thiết Lăng có thể nghĩ hóa ra rừng rậm, có thể nghĩ hóa ra bách điểu, cũng tuyệt đối không cách nào nghĩ hóa ra một con thật sự hỏa phượng. Phượng hoàng chân hỏa, ngưng cho ta. Hắn quát lớn một tiếng, trên mi tâm hỏa vân dấu ấn đột nhiên nổi lên, một tiếng phượng hoàng hí dài phảng phất từ hư không vô tận bên trong truyền đến, toàn bộ đại điện bên trong tất cả mọi người đều là bỗng nhiên cả kinh, ngơ ngác thất sắc nhìn bốn phía. Một hình ảnh phượng hoàng hư huyễn từ trong mi tâm phi ra. Mang theo hỏa hồng nhàn nhạt, ở hỏa chi trong rừng rậm bay lượn đứng dậy. Vẫn là chỉ có thể ngưng ra hư thể sao? Lý Vân Tiêu hơi có chút thất vọng, phượng hoàng chân hỏa thực sự là quá mạnh mẽ, mặc dù lấy trước mắt hắn đỉnh cao lực lượng, cũng không cách nào ngưng tụ ra thực hỏa, chỉ có thể là chân hỏa một tia hình chiếu, nhưng dù vậy, cũng đủ để ngạo thị quần hỏa. Sau khi hình bóng hỏa phượng xuất hiện, toàn bộ hỏa lâm cùng bách điểu nhất thời sợ hãi tránh lui, dường như thấy đồ vật gì đáng sợ. Dồn dập hướng về đại điện hai bên bỏ chạy, hết thảy hình thái trong nháy mắt hủy hoại trong một ngày. Thân thể Lý Vân Tiêu cũng theo hình bóng hiện lên, bắt đầu hóa thành lưu ly thân, dần dần trong suốt. Đáng tiếc vẫn là không đạt tới yêu cầu lý tưởng, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, song trưởng vỗ một cái, hết thảy hỏa diễm biến mất, toàn bộ đại điện nhất thời hôn ám đi. Hắn đột nhiên cảm thấy một loại rung động cảm giác, từ trong cơ thể dần dần dâng lên. Một luồng dâng trào chân nguyên ở trong kinh mạch lưu động đứng dậy. A, nhị tinh đại vũ sư sao? Đúng là quá chậm. Lý Vân Tiêu cảm nhận được mình thăng cấp, nhàn nhạt khẽ cười nói. Kỳ thực tốc độ của hắn đã phi thường nghịch thiên rồi, nhưng so với yêu cầu của mình cùng dự tính, vẫn là cực kỳ không đủ. Hóa, các người đây là làm gì? Hắn ngẩng đầu lên, nhất thời bị mấy người hóa đá vẻ mặt sợ hết hồn, chỉ thấy Đoạn Việt cùng bốn tên hỏa ngư tộc. Toàn thân triệt để cứng ngắc, hoàn toàn trở thành điêu khắc. Hơn nữa tất cả đều là há to mồm, con ngươi lồi ra. So với hắn khống hỏa chi thuật chấn động, sau đó thăng cấp nhị tinh đại vũ sư thì lại hoàn toàn bị tất cả mọi người không chú ý. Lý Vân Tiêu quay về mấy người hô vài câu, còn mạnh mẽ ở trên đầu Đoàn Việt gõ mấy lần,
Đoàn Việt mới phục hồi tinh thần lại, hầu như là khóc lóc hô, Vân Thiếu, ngươi thực sự là thần a. Ta thật muốn cho ngươi quỳ xuống rồi. Phù phù. Hắn vừa dứt lời, mình còn chưa quỳ xuống, hỏa ngư tộc tộc trưởng ở một bên đúng là trực tiếp quỳ xuống rồi. Chi, tộc trưởng đại nhân, ngươi đây là làm gì? Ta bất quá là nói đùa một chút mà thôi, ngươi lại quỳ thật. Đoàn Việt sợ hết hồn, vội vàng tách ra. Tuy rằng đối phương già lọm khọm, nhưng dù sao Vũ Hoàng cường giả a, cái quỷ này hắn không chịu nổi. Lý Vân Tiêu cũng giật mình nói. Tộc trưởng đại nhân, người đây là ý gì? Cho dù rất sùng bái ta, nhưng ngài đã già, cũng không cần hành đại lễ a. Tộc trưởng, cha, lúc này mấy người thiết phàm mới phản ứng lại, vội vàng tiến lên nâng hỏa ngư tộc tộc trưởng, lại bị tộc trưởng đẩy ra, đồng thời quát lên, ba người các ngươi cũng mau mau quỳ xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 16.